chương 1781, đế trận mở tiên bảo ra. Hồng Long phát ra khẽ long ngâm. tựa hồ có chút mất mát nhưng nó cũng biết đại khư một ít cấm kỵ. Nó không có chưa tới độ lưu niệm, xoay người ly khai. Biến mất trong sơn dã dạ huyền nhìn theo Hồng Long ly khai. Thu hồi ánh mắt ngồi xếp bằng ở vách núi chi đỉnh. Dạ huyền đưa tay cầm một cái đỉnh cấp linh văn bút. Bắt đầu tại trong hư không đặt bút khi thứ nhất bút lạc dưới liền thấy bốn phương tám hướng vô tận tinh khí nhanh chóng vọt tới, trong lúc nhất thời dẫn tới. Gió nổi mây phun, dạ huyền hạ bút như bay. Tại trong hư không còng lưng từng đạo phức tạp đạo văn, mỗi tạo thành nhất đạo hoàn chỉnh đạo. Văn sẽ tia sáng lóe lên, theo sau dung nhập thiên địa trong. Biến mất thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến mỗi một khắc rất xa chân trời. Thình lình tồn tại nhất đạo màu cam huyền quang phóng lên cao tạo thành một vệt thần quang thiên trụ. Nếu như đến gần nhìn, sẽ phát hiện thần quang thiên trụ phía trên nhất. Tồn tại một khối lớn chừng bàn tay cổ xưa trận đồ, đang ở tích lưu lưu say tròn. Phóng xuất ra từng đạo lực lượng kinh khủng mà cổ lực lượng kia. Cùng dạ huyền chỗ vẽ lên đạo văn, trong nháy mắt hòa làm một thể, ngay sau đó. Năng cái mênh mông đại khư một cổ khí tức kinh khủng chậm rãi khôi phục phảng phất tại đại khư dưới đất tồn tại một đầu vô cùng cổ xưa mãnh thú. Đang chậm rãi khôi phục mà đồng thời, khoảng cách dạ huyền hơi gần mảnh trong sa mạc thông thiên tháp tầng cao nhất. Đồ Sơn Trần dùng pháp lực tưới giọt kia nước, giọt kia nước biến mất nhưng đồng thời toàn bộ. Đại khư bên trong, toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được một tiếng nước mưa nhỏ xuống thanh. Thúy tí tách tiếng, cũng là một khắc kia, dạ huyền bỏ xuống trong tay linh văn bút đứng lên, nhìn xa nơi xa, từng luồng quen thuộc đạo văn. Liên tục khôi phục, năm đó chôn vùi đế trận, mở ra. Dạ huyền không có đi tìm đồng vô cực cùng đồ sơn trần sẽ cùng, bởi vì liền. Hai người muốn bắt đầu tìm kiếm mình cơ duyên, mà dạ huyền. Hiện tại cũng muốn bắt đầu thu lấy thế giới thụ, mặt khác. Tiền bảo hắc trúc thật xuất hiện tại thế giới thụ bên cạnh, giờ này khắc này, tại thế giới thụ bên cạnh, một căn toàn thân màu đen ngọn nến lăng không hiện lên. Ở đó hắc sắc ngọn nến phía trên, tồn tại hắc sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, cửu đại tiên bảo một trong hắc ám tiên bảo, hắc. Chúc sáng lập hắc ám tiên thể kinh khủng tiên bảo. Liền như vậy vô thanh vô tức xuất hiện, không có dấu hiệu nào có thể nói. Nhưng tiên bảo ẩn chứa lực lượng cực quỷ dị tại trước tiên. Liền dẫn tới người ở tại chàng chú ý, tất cả người ánh mắt cơ hồ là không hẹn mà cùng bị hắc trúc hấp dẫn, đó là cái gì, mọi. Người nguyên bản tại tranh đoạt rơi xuống thế giới thụ lá cây, lúc này thấy hắc trúc sau Đều chấn động theo, tiên bảo, vũ. Hóa tiên môn sở trưởng lão đám người, lúc này đều là trường lớn hai mắt. hô hấp biến phải dồn dập mà dù sao không có người thấy hắc trúc. Cũng không biết đây chính là cửu đại tiên bảo một trong hắc ám tiên bảo. Chỉ có thể suy đoán, tiên bảo sẽ như thế yêu tà sao, trịnh vũ sơn trao mày cũng không tin tưởng đó chính là tiên bảo trên thực tế đừng nói là tiên bảo coi như là tiên thể bọn họ đều chưa từng thấy qua dù sao coi như là chín vạn năm trước đặt chân lên đỉnh cao nhất song đế cũng không phải tiên thể vật này tuyệt không phải phàm vật nhất định phải đoạt vào tay coi như đoán không được hắc chúc là cái gì người ở tại chàng đều là hiện ra như vậy một cái ý nghĩ có phải hay không tiên bảo đoạt lấy đến xem thử chẳng phải sẽ biết, giết lại. Là thiên sĩ tiểu bằng vương, người này tốc độ quá nhanh, coi như là chân mệnh đại hiền. Cũng không nhất định có người này nhanh, mà lúc này người, đại hiền cảnh là quân chủ lực. Chân mệnh đại hiền cũng không có vài vị, đương nhiên. Cái này cũng không bao gồm một ít trong bóng tối đi theo lão quái vật, những thứ kia trong bóng. Tối đi theo lão quái vật, không thiếu có vô địch đại hiền thậm chí là đại thánh cấp bậc nhân vật vô địch xú điểu loại vật này ngươi cũng không có tư cách có thiên xí tiểu bằng vương đối thủ cũ kim bạch không cũng lên nhưng đồng thời xuất thủ không chỉ có những chuyện này tiêu chân long thiên tuyệt thánh tử tử vi thánh tử la sát thánh nữ xích mi thiên tử đám người ào ào xuất thủ này so với lúc trước tranh đoạt thế giới thụ lá cây còn muốn tới kinh người vũ hóa huyền nữ cũng không có dấu diếm, toàn lực bạo phát từng mảnh một huyền quang bao phủ. Nàng đây vừa ra tay liền bao phủ hắn huyền hoàng bảng ở trên tất cả người. Đây chính là vũ hóa huyền nữ mà. Hàn Đông cũng ở đây đội ngũ người. Hắn cảm thụ được vũ hóa huyền nữ cường đại tuy là cùng chỗ huyền châu. Nhưng giữa hai người cũng không đã từng quen biết tại trong kế hoạch. Hắn tính toán lần này tới lãnh giáo một chút thuận tiện mượn thiên huyền thánh thể tìm vũ hóa huyền nữ trộm điểm thần thông lúc này đúng là cơ hội tốt còn như cái kia hư hư thực thực tiên bảo hắc chúc hàn đông biết mình căn bản không có cướp đoạt vốn liếng đừng xem lúc này chỉ là thế hệ tuổi trẻ người tại cướp đoạt đợi đến cuối cùng chắc chắn vẫn là muốn dựa vào sau lưng núi dựa bất kể là vũ hóa huyền nữ vẫn là thiên tuyệt thánh tử như vậy tồn tại sau lưng cũng đứng lấy vô địch đại đế tiên môn hắn một cái tán tu đồng minh lấy cái gì đi theo nhân ra đấu điểm này hàn đông nhận thức rất rõ ràng sở dĩ mượn gió bẻ măng mới là vương đạo ầm thiên sĩ tiểu bằng vương xông quá nhanh bị mọi người tập hòa cho dù người này có trời cánh đại bằng huyết mạch cổ xưa lúc này cũng không chịu nổi đổ máu thương khung thiên sĩ tiểu bằng vương phía sau lão yêu cũng không vội vã xuất thủ bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc bảo vật này về ta kim Bạch không nhảy một cái sông lên phía trước nhất, trong mắt tinh quang lóe lên, cút xích. Viêm thần từ bá đạo vô biên trên thân quấn quanh hai cái hỏa long đột nhiên bay ra, đồng thời giơ tay lên một quyền nổ nát hư không, đập về phía kim bạch không sau lưng. Nhưng kim bạch không là quyết tâm muốn đoạt lấy hắc chúc, dĩ nhiên là suy nghĩ sau này lưng ngạnh kháng một kích này. ầm, một quyền kia trực tiếp rơi vào kim bạch không sau lưng tức khắc nổ lên liên tiếp hoa lửa, kim bạch không kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng lại để cho hắn càng thêm tới gần hắc trúc tính toán thực hiện được. Người suy nghĩ cái gì, nhưng vào lúc này, quần áo tử bào lấy thân. Giống như tử vi đế quân xuất hành tử vi thánh tử. Đột nhiên xuất hiện tại kim bạch không phía trước, ngoái đầu nhìn lại trong. Lãnh đạm nói một câu tử vi đấu sổ kim. Bạch không khí sắc có chút khó coi hắn biết vị này đều là huyền hoàng bảng ở trên tử vi thánh tử ra sao lai lịch đó là đạo châu. Bắc Minh hải vực rất cổ xưa truyền thừa tử vi thánh địa đi tới cái thế yêu nghiệt. Người này là theo dạ huyền đồng dạng đến từ đạo châu. Hưu, lúc này, đỗ thu trạch ngự kiếm tập kích không tới. Lướt qua tử vi thánh tử, nhưng còn có một vị nhân vật đáng sợ, thiên tuyệt thánh tử. Hắn song quyền vô địch cứng rắn mở ra một con đường đi ra, cái sau vượt cái trước đem đỗ thu trạch cho đánh bay ra ngoài, đỗ thu trạch nửa người đều bị đánh cho tàn phế, cũng chính là đến bọn họ cảnh giới này. Bằng không sớm đã bị đánh chết, điều này cũng làm cho đỗ thu trạch đám người mất đi tranh đoạt. Hắc chúc lực lượng, huyền hoàng bảng ở trên 36 cái vị trí, càng đến gần trước. Càng khủng bố hơn, thiên tiệt thánh tử. Thế nhưng danh sách năm vị trí đầu quái vật đỗ thu trạch tuy là nghịch thế quật khởi nhưng khoảng cách thiên tuyệt thánh tử, vẫn có tranh lệch nhất định. Trường 1782, chữ đế chi chiến. Nhưng lại tại thiên tuyệt thánh tử rất nhiều vô địch quét ngang chi thế thời điểm. Đến từ Hoang Châu Bắc Hải Trường sinh thế gia tiêu gia tiêu chân long. Ngăn lại vị này hồng hoang điện tuyệt thế yêu nghiệt. Tiêu chân long thiên sinh ngọc cốt thực lực ngập trời. Từng một thân một mình xông vào hoang giới chỗ sâu, cùng dạ huyền đánh nhau chính diện ân tuy là bị dạ huyền đánh rất thảm nhưng cũng chớ quên tiêu chân long đời trước chính là một cái phong thần cổ xưa tồn tại từng cùng càn khôn lão tổ đánh sinh đánh tử bài tuyệt không phải bình thường thiên kiêu có thể cùng sánh vai bất quá tương đối không ngờ tiêu chân long tại huyền hoàng bảng ở trên bài danh thật là không cùng thiên tuyệt thánh tử thiên tuyệt thánh tử ở vào huyền hoàng bảng thứ tư mà tiêu chân long lại là tại vị trí thứ chín từng đặt ở vương đằng trên đầu nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cái gì có người từng đối huyền hoàng bảng làm ra đánh giá huyền hoàng bảng lớn nhất tranh lệch là trước mười cùng người phía sau trước thập tranh lệch thật không lớn vạn cổ phần thiên quyết hỏa tiêu trần long quần áo lam bào nhìn qua bộ dáng thiếu niên cái chán thiên sinh ngọc cốt phong tư vô song chỉ thấy giơ tay lên chỉ một cái điểm giết thiên tuyệt thánh tử như thế nào nổi giận đây là diệt ầm trong sát na, vô tận liệt diễm, đem thiên tuyệt thánh tử cho bao phủ, huyền hoàng bảng trên. Tu ngũ hành hỏa pháp người, rất nhiều. Tiêu chân long, xích viêm thần tử, xích mi thiên tử. Những người này đều là tu luyện hỏa pháp, nhưng tiêu chân long không chỉ có riêng có vạn cổ. Phần thiên quyết, còn nắm giữ bản thân độc môn tuyệt kỹ. Tiệt long thủ, lúc trước tiêu chân long khi tiến vào hoang giới trước còn thao túng hoang thần, tai họa hoang thần ma cung, thiên tuyệt thánh từ cả người lộ ra một. Cổ vương giả bá đạo khí tức đối mặt tiêu chân long tập kích, hắn không chút kinh hoàng. Hừ nhẹ một tiếng nói, chút tài mọn, hồng hoang quyết tuyên cổ quyền, một. Quyền kia, phảng phất vượt qua vạn cổ trường hà, uy thế tại tăng lên gấp bội. Một quyền đánh ra, mãi mãi vô địch. Đùng, cả hư không đều bị đánh lõm xuống. Người thường căn bản là không có cách cận thân, đám lửa kia trực tiếp bị tan giả không còn một mảnh quyền thế không trở ngại tiếp tục xông về phía tiêu chân long tiêu chân long con mắt hít một cái lần nữa thi triển tiêu ra cái thế đế pháp cả người liệt diễm quấn quanh mặc dù không kịp thái dương chân hỏa vậy rừng rực cương mãnh nhưng cũng có tinh hỏa liệu nguyên kinh khủng chi thế một quyền kia rơi vào tiêu chân long trên thân chỉ kích khởi điểm diễm hỏa căn bản không đả thương được tiêu chân long đây một trận đến từ huyền hoàng bằng ở trên chữ đế trong đọ sức thứ tư thiên tiệt thánh tử cùng thứ chín tiêu chân long còn có hắn coi như là xếp hạng cuối cùng minh tâm thánh tử thủy tiên thánh nữ mấy người cũng không có nhàn rỗi bọn họ trước tại vô tẫn hải nhận được cơ duyên sau lại ngựa không dừng vó chạy tới đại khư trong bất quá bọn hắn cũng là phía sau mới giết tới huyền hoàng bằng thuộc về cuối cùng thủy tiên thánh nữ xếp hạng thứ ba mười lăm vị thuộc về thứ hai đếm ngược. Mà Minh Tâm Thánh Tử cùng Thanh Viêm Thánh Tử, phân biệt tại 33 cùng 32. Đều là cuối cùng nhóm, nhưng có thể leo lên huyền hoàng bảng. Tuyệt không phải hạng người phàm tục, lúc này cơ duyên phía trước. Sao có thể bỏ qua, đương nhiên. Cũng không thiếu có người có thể ổn được, tỉ như đứng tại huyền hoàng bảng thứ hai. Gần với dạ huyền, năm đó huyền hoàng bảng thứ nhất chu dạ, cái này từ đầu tới đuôi cũng không có tồn tại cảm giác trẻ tuổi đạo sĩ. Thủy Trung không tham dự tranh đấu, hắn còn rất trẻ tuổi, nhìn qua mới vừa đầy 20 tuổi. Rất hòa thuận, quần áo đạo bào lấy thân. Sau lưng kiếm gỗ đào, có rất ít người biết hắn lai lịch, hắn thật xuất từ địa châu. Đến từ đạo giáo 72 phúc địa đứng đầu, được xưng tiên đô lâu quan đài, lúc này. Chu dã đứng ở một bên, nhìn mọi người đại chiến kịch liệt, nhỏ giọng thì thầm đánh cái gì đánh toàn bộ vận mệnh đã được quyết định từ lâu vài thứ kia đều là dạ công tử tựa như hắn đã sớm biết bản thân huyền hoàng bảng vị trí đầu bảng sớm muộn là dạ huyền không phải sao hồi trước liền thật bị dạ huyền cho lấy đi chu dã không có gì lạ bởi vì hắn có thể thấy thiên cơ người cứ như vậy tin số mệnh sao bên cạnh có vị mặc quần áo rộng lớn hắc bào lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên nghiêng một cái ngồi xổm dưới đất chu dã nhàn nhạt nói chu dã cười ha hả nói có tin hay không cũng không quan hệ bởi vì đều đã chú định tựa như trước ta đã nói với ngươi ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở vị trí thứ ba lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên hơi nhíu mày theo sau thở ra một hơi nói ta tình nguyện tin tưởng đó là dạ huyền nghịch thiên cũng không tin ngươi cái gọi là mệnh chu dã cười nói lời này rất giống ngươi đoạn kình thương nói lạnh Lùng nghiêm nghị thanh niên nhàn nhạt nói, cái gì gọi là giống như, vốn chính là ta nói, chu. Giã cười không nói, lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên không là người khác. Đúng là huyền hoàng bảng đệ tam nhân vật thần bí. Đoạn kình thương, nghe nói người này cũng xuất từ thiên châu. Đến từ một tòa cổ xưa đại đế tiên môn kình thiên thần tông. Bất quá giống như đạo châu tiên vương điện, trí tôn các kiếm chủng đồng dạng. Kình thiên thần tông cũng là ấn thế không ra, mà đoạn kình thương đúng là kình thiên thần tông thế hệ này truyền nhân, đứng hàng chu dã sau. Huyền hoàng bảng thứ ba, so với thiên tuyệt thánh tử cao hơn một cái chỗ. Đoạn kình thương trong lúc này, chỉ điểm tay qua một lần. Đó chính là tranh đoạt thế giới thụ lá cây, hắn xuất thủ sau, sẽ không có người cướp đoạt. Hắn đơn giản liền lấy hạ xuống mảnh thế giới thụ lá cây, này thứ hai thứ ba chữ đế. Mắt thấy hư hư thực thực tiên bảo hắc trúc hiện thân cũng không có xuất thủ ý tứ, chu dã là hoàn toàn không có nhiệt tình. Cả người rất mặn cá, mà đoạn kinh thương lại là tại chờ đợi thời cơ, hưu, nhất đạo kinh. Thiên kiếm ánh sáng hiện tại, lại là một vị huyền hoàng bảng ở trên kiếm đạo chữ đế xuất thủ, này có thể mạnh hơn đỗ thu. Trạch rất nhiều, đó là đến từ đỉnh châu thiên kiếm thánh địa truyền nhân kiếm trần tử, lúc. Trước tại tử minh địa tao ngộ tuyệt cảnh, bị dạ huyền cứu, sau trở về bế quan thực lực liên tục tăng vọt cuối cùng vọt tới huyền hoàng bảng thứ 10, lần này đại khư. Chuyến đi kiếm trần tử ma luyện kiếm đạo, thực lực lại có tinh tiến, một kiếm kia. Thậm chí làm cho tiêu chân long cùng thiên tuyệt thánh tử đều không thể không dừng lại trong tay động tác mà trong lúc này. Vũ hóa huyền nữ vân tư động vị này vọt vào huyền hoàng bảng trước 10. Đứng hàng thứ 8 nữ chữ đế, lấy một loại cực kỳ quỷ dị thủ đoạn tới gần hắc trúc. Vũ hóa huyền nữ không có đưa tay, mà là lấy phía sau cửu tầng tiên tháp đi chịu tài. Để tránh chuyện ngoại ý muốn, vù vù, không ngờ, vẫn không có biến hóa hắc chốt. Lúc này dĩ nhiên là phát sinh dị động, tản mát ra hắc ám hào quang. Đem cửu tầng tiên tháp đều nhuộm đen, ngay sau đó. Liên đới lấy vũ hóa huyền nữ đều bị nhuộm đen, hạp một. Màn này, tức khắc làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt tự liền chu giã cùng đoạn kinh thương cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại đoạn kinh thương cau mày theo sau giãn ra chân mày cười nói nhìn lại ngươi suy tính có sai lầm a à? người này nhận được chu dã bẻ vặn cổ phát ra ken két âm thanh hắn chậm rãi nói đó chỉ có thể nói bây giờ còn chưa phải là kết quả đoạn kinh thương tức khắc cảm thấy giận cả tóc gáy hắn ngẩng đầu nhìn lại thiên địa đại biến phía dưới mặt đất hình như có vô tận lực lượng phun ra hủy thiên diệt địa chương 1783, biến hóa. Lực lượng kinh khủng đột nhiên mọc lên, khiến cho da đầu nổ tung, còn có hung vật lần. Này, tranh đoạt hát chúc toàn bộ huyền hoàng bảng thiên kiêu, ảo ảo dừng tay. Trên nét mặt mang theo vẻ ngưng trọng, lúc này tình hình. Có chút một cách không ngờ, phía dưới mặt đất. phảng phất có vô tận lực lượng đang phun ít liên đới huyết hải đại xa cùng sơn mạch hóa long cùng với đại khư ma đẳng đều thụ đến bất đồng trình độ ảnh hưởng vũ hóa tiên môn một bên trịnh vũ sơn cùng sở trưởng lão đám người đều là thấy vũ hóa huyền nữ tại tiếp xúc được hắc trúc sau biến hóa bọn họ ảo ảo đăng không mà lên bảo hộ vũ hóa huyền nữ để ngừa lúc này có người xuất thủ tập kích này chỉ sợ không phải tiên bảo a à, nhìn vô tận hắc ám, dường như muốn xâm nhiễm vũ hóa huyền nữ Sở trưởng Lão Khí sắc có chút khó coi, nguyên bản giống như tiên nữ Hạ Phàm. Cả người bao phủ hiển tiên quang vũ hóa huyền nữ, lúc này đúng là bị hắc ám xâm nhiễm. Dường như muốn hắc hóa trạng thái đồng dạng, Trịnh Vũ Sơn ngược lại giữ được tĩnh táo. Trầm giọng nói, từ cổ chí kim, tổng cộng xuất hiện qua tám loại tiên thể. Trong liền có một loại tên là hắc ám tiên thể cái thế thể phách. Có lẽ Vân Tư chiếm được vật này chính là hắc ám tiên thể tuy là được xưng có cửu đại tiên thể, nhưng ở lịch sử trên xuất hiện qua tiên thể. Cũng chỉ có 8 loại: Thái Dương tiên thể, Thái Âm tiên thể, Vô Cấu tiên thể, Hắc Ám tiên thể, Trường Thanh tiên thể, Tịch Diệt tiên thể, Hư Không tiên thể. Thiên thời tiên thể phân biệt đại biểu cho dương, âm, thanh, hắc, sinh, tử không? Thời gian mà đại biểu cho lực vạn cổ tiên thể, chỉ nghe tên nhưng chưa từng thấy qua, đừng nói là Trịnh Vũ Sơn, coi như là Dạ Huyền cũng chưa từng thấy qua vạn cổ tiên thể loại này thể phách phảng phất cũng không xuất hiện qua đồng dạng mà lúc này vũ hóa huyền nữ chỗ tao ngộ tình hình để cho trịnh vũ sơn nghĩ đến hắc ám tiên thể nếu quả thật là nói vậy thiên đại hỉ sự này bảo vệ vân tư sở trưởng lão nghe vậy ngược lại cũng rất dứt khoát trực tiếp hạ lệnh để cho vũ hóa tiên môn cùng như ý tông cường giả bảo vệ vũ hóa huyền nữ một là phòng bị hắn huyền hoàng bảng trên gia hỏa, thứ hai là phòng bị lúc này đột biến, nói không chừng còn có. Khác hung vật xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào. Nhiệm vụ bọn họ chính là bảo hộ vũ hóa huyền nữ. Vũ hóa huyền nữ không chỉ có là vũ hóa tiên môn truyền nhân. Càng là song đế một trong mục đế đệ tử ký danh, nếu như vũ hóa huyền nữ xảy ra sự cố. Khó bảo toàn mục đế không có giận lây sang vũ hóa tiên môn, chỉ bất quá dưới mắt tất cả người lực chú ý đều phát sinh cải biến, ngược lại không có hướng vũ hóa huyền nữ xuất thủ ý tứ, đạo. Văn, đây là một cái thanh niên, quần áo thái cực đạo bào lấy thân. Sau lưng một thanh phi kiếm, lúc này ngồi trồm hổm nằm trên mặt đất. Thủ trưởng dán tại trên mặt đất, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, hắn kêu mục thiên. Huyền hoàng bảng thứ năm, đến từ thần châu một tòa cổ xưa ẩn thế tông môn. Thái thượng bắt quái môn, Mục Thiên ngẩng đầu nhìn về phía một hướng khác tại đó tồn tại một vị thân hình to lớn trường Sam Nam tử Nam tử hai mươi mấy tuổi hình dạng rất là trầm ổn. Lúc này cảm ứng được Mục Thiên ánh mắt vị Nam tử này thần sắc ngưng trọng không gì sánh được khẽ vuốt cằm người này là Huyền Hoàng bảng mười ba cùng Huyền Hoàng bảng mười hai tử vi Thánh tử đồng dạng đến từ Đạo Châu tên Vũ Đình xuất từ. Trấn Thiên Cổ Môn, nhưng hắn cũng không phải là này nhất đại đệ tử, mà là Trấn Thiên Cổ Môn đời trước nữa đệ tử, lúc trước dạ huyền đi Trấn Thiên Cổ Môn lúc. Vũ Đình cũng không tại Tông Môn, mà là tại Thần Châu Du Lịch. Hắn cùng với Thần Châu Thái Thượng bát quái môn Mục Thiên, chính là chi kỷ bạn tốt đúng. Là đạo văn, cách nhau Mục Thiên cách đó không xa. Một vị mặc đạo bào màu đỏ ngòm tuấn lãng nam tử hơi khép con mắt đây huyền hoàng bảng thứ 18 cường giả hoa rõ ràng đến từ địa châu cũng là toàn bộ huyền hoàng bảng trừ thứ hai chu dã ở ngoài một vị duy nhất địa châu thiên kiêu nhưng cùng xuất từ chính thống đạo môn tiên đô lâu quan đài chu dã bất đồng hoa rõ là người trong tà đạo xuất từ địa châu hoa thiên phủ hoa thiên phủ nguyên bổn cũng là đạo môn người về sau đi lên tà ma ngoại đạo đương nhiên Hoa Thiên Phủ bản thân dễ nhận thấy không cho là mình là tà ma ngoại đạo. Chẳng qua là cảm thấy bản thân đạo bất đồng, tựa như đạo môn thập đại động thiên. 36 động thiên, 72 phúc địa. Mỗi một tòa truyền thừa đều có mỗi cái không đồng đạo Pháp, hoa rõ ràng từ nhỏ liền tu tập đạo. Pháp, cho nên đối với đạo văn cảm nhận cũng rất nhạy cảm, tử vi thánh tử lúc này cũng đứng lơ. Lửng giữa không trung nhắm mắt lại. Hai tay ngón tay cái tại hắn ngón tay đốt ngón tay ở trên nhảy lên. Hắn đang suy tính truyền thừa tử vi đấu sổ tử vi thánh tử, có đại đế phong thái. Đây cũng không phải là vọng ngôn, nhưng tính một hồi, tử vi thánh tử đột nhiên dừng lại. Đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một chút kim sắc tiên huyết. Tử vi thánh tử ánh mắt ảm đạm xuống, có chút bất đắc dĩ nói, coi không ra à đạo văn này lực lượng liên quan đến quá rộng lấy hắn hiện tại tu vi căn bản coi không ra bất quá tử vi thánh tử khẽ ngẩng đầu ánh mắt hướng về vũ hóa huyền nữ trong con ngươi lóe ra một đạo tinh quang vật này hơn phân nửa là tiên bảo tuyệt đối không thể bỏ qua tử vi thánh tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía chu dã hắn có thể nhìn ra cái này hắn tin tưởng chu dã cũng có thể thấy được chỉ là chẳng biết tại sao kia ra hỏa từ đầu tới đuôi cũng không có xuất thủ ý tứ chu dã cảm thụ được tử vi thánh tử ánh mắt dương mắt nhìn lại khẽ mỉm cười nói đạo hữu tu vi rất cao a à. tử vi thánh tử gật đầu tỏ ý ngược lại không nói thêm gì hai người một vị đến từ chính thống đạo môn tinh thông các loại đạo pháp một người tới từ tử vi thánh địa truyền thừa tử vi đấu sổ mặc dù hai người tại huyền hoàng bảng ở trên bài danh có tranh lệch không nhỏ nhưng thật luận đạo pháp cao thâm còn chưa biết được đây trận pháp đạo văn đúng lúc này cùng đi chu dã đến đây vị kia lão đạo chợt mở hai mắt ra trong con ngươi bắn ra hai đạo tính thực chất kim quang sư thúc phải dùng tới kinh ngạc như vậy sao chu dã lấy ra lấy ra lỗ tai mặt không nói nói lão đạo trừng chu dã một cái nói vậy nói rõ nơi đây có hung hiểm phát sinh người nếu là không suy nghĩ cướp đoạt cơ duyên nói vậy hay là nhanh chạy trốn đi chu dã cũng là không nhanh không chậm mà nói người một cái lớn như vậy lão chân nhân ở chỗ này sợ cái gì hung hiểm sao lão đạo hùng hùng hổ hổ nói mẹ ngươi người cái thằng nhóc con đem lão tử làm thành cái gì đây đại khư ầm ầm nhưng ở lúc này dị biến tái khởi nguyên bản bị trấn áp đại khư ma đằng thình lình gia tăng lực lượng vô cùng vô tận ma đằng lan tràn ra nhanh chóng bao phủ đều cây thế giới thụ liên đới hắc trúc cũng ở đây săn thú phạm vi như vậy cân bằng bị phá vỡ huyết hải đại xà cùng sơn mạch hóa long dường như suy nghĩ lần nữa liên thủ đối kháng đại khư ma đằng ầm nhưng lúc này đây coi như hai cái liên thủ cũng không làm gì được đại khư ma đằng huyết hải đại xa trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình hóa thành một tòa xuyên trời cự phong chiếm giữ ở trên đại mãng đều biến mất mà sơn mạch hóa long cũng lại lần nữa biến trở về sơn. Mạch không còn bày ra thần dị, đây là một loại cấm kỵ chi lực áp chế, bất kể là huyết hải đại. Xà vẫn là sơn mạch hóa long, cũng không là đối thủ. Tại cực xa địa phương, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi dạ huyền, bình tĩnh nhìn phía xa. Nhỏ giọng nói lầm bầm, ta liền biết là ngươi đang làm loạn. mươi 1784, tranh đoạt đại khư ma đằng tổ căn vào giờ khắc này dạ huyền đã xác định tác loạn người đúng là đại khư ma đằng tổ căn bằng không chỉ bằng vào đại khư ma đằng căn bản không khả năng đồng thời đánh tan huyết hải đại xa cùng sơn mạch hóa long chúng nó cũng có đại khư cấm kỵ chi lực chỉ có đại khư ma đằng tổ căn quấy rối mới có thể để xảy ra chuyện như vậy nhưng trừ cái đó ra hẳn còn có người khác bằng không đơn thuần lấy xích lôi chuẩn đế lực lượng tuyệt đối không khả năng có được tiên bảo tin tức với lại trong tin tức rất rõ ràng chỉ ra. Muốn cho nhiều hơn thiên kiêu đến đây, này rõ ràng cho thấy một cái bẫy, đại khái là một vị cự. Đầu, đối với lần này, dạ huyền cũng không thả lòng cảnh giác. Sở dĩ tại xác định thế giới thụ sau, hắn trước tiên liền tuyển chọn mở ra đế trận như vậy. Hắn trước tiên có thể đứng ở thế bất bại, không cần biết ngươi là cái gì nghiêu quỷ xa thân. Chỉ cần đến, toàn bộ trấn áp. Giờ này khắc này, thế giới thụ vị trí chỗ. Toàn bộ tình hình đều dạ huyền đế hồn dò xét trong, bao gồm Vũ Hóa Huyền nữ bắt được Hắc Trúc. Đều dạ huyền nhìn kỹ phía dưới, rất rõ ràng. Hắc Trúc tiền chọn để cho Vũ Hóa Huyền nữ trở thành nhất đại Hắc Ám Tiên Thể, Đại Khư Ma Đằng. Giống như một trận phong bạo cuốn tới, bao phủ toàn bộ thế giới thụ, lúc này. Nếu là không có hắn ngoài ý xuất hiện nói, chỉ sợ thế giới thụ đều phải bị Đại Khư Ma Đằng trực tiếp nuốt mất. Dạ huyền cũng không gấp xuất thủ. Mà là tại chờ đợi người giật dây hiện thân nếu như nói vị kia cự đầu tham gia bàn cờ này. Như vậy thấy thế giới thụ hiện thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nói theo một cách khác. Thế giới thụ giá trị vẫn còn ở tiên bảo trên đây, có thể theo thời gian chậm rãi trôi qua đại. Khư ma đằng đã là bao phủ thế giới thụ một nửa. Vẫn không có bất kỳ dị biến phát sinh, dạ huyền trầm trụ khí, không chút nào hoảng, ầm. Một lát sau, dị biến phát sinh, nhưng lại không phải dạ huyền trong dự đoán cự đầu xuất thủ. Mà là đến từ thôn thiên cáp. Trước thế giới thụ xuất hiện, mười mấy con mãnh thú đều bị phân tán đến thế giới thụ trong lá cây. Thôn thiên cáp cũng không ngoại lệ, những thú dữ này tuy là kinh khủng. Nhưng linh trí chưa mở, đều bị kẹt ở trong, không có trốn ra được, nhưng lúc này. Thôn thiên cáp cũng là theo trên thế giới thụ nhảy lên thật cao ngay sau đó mở cái miệng rộng, phảng phất vô biên vô hạn hắc động, há miệng. Thôn thiên vệ điện trực tiếp đem cả cây thế giới thụ đều nuốt mất mà liên đới trên thế giới. Thụ đại khư ma đằng cũng bị thôn thiên cáp ăn mất. Có thể thôn thiên cáp dễ nhận thấy đánh giá thấp thế giới thụ. Cũng đánh giá thấp đại khư ma đằng, cái căn bản ăn không hết ngược lại. Ngậm chứa, một màn kia, đã kinh khủng vừa trơn kê. Luôn luôn bảo trì cảnh giác huyền hoàng bảng một đám cường già ào ào tại trước tiên phản ứng kịp lùi đến nơi xa ngưng trọng nhìn một màn kia trong lòng nổi lên sóng to gió lớn nhất là hàn đông cùng với tán tu đồng minh người càng bị dọa hỏng này bọn họ mới thấy được thôn thiên cáp kinh khủng người này một mực dấu a à. trước nhiều như vậy mãnh thú đến thôn thiên cáp giấu ở bên cạnh phảng phất kinh sợ đồng dạng hiện tại xem ra nhân ra căn bản không phải kinh sợ mà là tại mánh khóe đằng sau may mắn thế giới châu xuất thổ để cho thôn thiên cáp há mồm ra bằng không nói bọn họ chỉ sợ cả đời đều không đi ra lọt thôn thiên cáp cái bụng chỉ có thể hóa thành thôn thiên cáp thức ăn đây chính là thôn thiên cáp nha chu dã trốn một bên tắc tắc kêu kỳ lạ tiểu. tử ngươi nếu là không sợ phải đi đem hắn cho thu chu dã bên cạnh lão đạo cười híp mắt nói sư điệt ta đạo pháp mỏng manh không kịp sư thúc vạn nhất không bằng sư thúc ra tay đi chu dã con người đảo một vòng cười hít mắt nói lão đạo nghe vậy khoát tay nói sư điệt nói dỡn ta đây cái khi sư thúc sao có thể đoạt sư điệt danh tiếng đây chu dã lắc đầu không thôi nói sư thúc chuyện này ngươi là trưởng bối sao có thể xem như là đoạt danh tiếng đây một bên đoạn kình thương nhìn lẫn nhau nhún nhường thúc cháu hai người tức khắc tức sạm mặt lại Đoạn kinh thương rất muốn nói một câu. Hai người có thể làm gì này thôn thiên cắp sao, đích thực nghe không vô. Đoạn kinh thương ho nhẹ một tiếng, nói với chu dã vũ hóa huyền nữ muốn bắt lấy bảo vật lưu. Người xuất thủ không ngăn sao, chu dã nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện trịnh vũ sơn. Sở trưởng lão đám người chính mang theo vũ hóa huyền nữ. Rời xa thế giới thụ, chu dã thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, yên tâm món đồ kia vẫn là dạ công tử không cần ta xuất thủ theo sau chu giã lại bắt đầu cùng tự mình sư thúc nhún nhường lên sư thúc người nếu như đem thôn thiên cáp mang về đến ngươi tòa kia trong đạo quan cam đoan hương khói như tỳ hưu thánh thú một dạng nuốt mà không tiết rồi rào thiên cổ đoạn kình thương khóe miệng co giật người này lúc này trịnh vũ sơn đã là cùng sở trưởng lão đám người liên thủ giúp đỡ vũ hóa huyền nữ rời đi trận địa, lúc này vũ hóa huyền nữ tình hình đặc thù. Vận dụng không pháp lực, chỉ có thể dựa vào ngoại nhân, để xuống đi, vật này không có là các ngươi thiên. Tiệt thánh tử ngăn trở vũ hóa huyền nữ lối đi. Lạnh lùng thêm bá đạo nói, tiêu chân long cũng đạp không mà đứng. Ngăn lại bên kia lối đi, ngay sau đó. Bài danh thứ sáu la sát thánh nữ cũng ngăn lại lối đi, thứ bảy huyết ma thiên tử trừ tiêu chân long ở ngoài thiên tuyệt thánh tử la sát thánh nữ huyết ma thiên tử đều là tới từ hồng châu một cái đại biểu cho vạn cổ truyền thừa hồng hoang điện một cái đại biểu cho cổ xưa tông môn la sát cổ tông một cái đại biểu cho ma đạo cự phách huyết ma thiên tông đều là thuộc về hồng châu đỉnh cấp bá chủ tất cả đều là đại đế tiên môn bọn họ sau lưng tồn tại để cho bọn họ không sợ vũ hóa huyền nữ phía sau vũ hóa tiên môn mà Tiêu chân Long, đến từ Hoang Châu Bắc Hải, ấn thế không ra trường sinh thế gia tiêu gia. Cái này giống như là bốn tòa đại đế tiên môn. Vũ hóa huyền nữ mặt cười hơi rét, nhưng lúc này bị hắc ám tập kích nàng. Không có cách nào vận dụng pháp lực, chỉ có thể dựa vào trịnh Vũ Sơn cùng sở trưởng lão, chứ. Vị tiểu hữu xin thỉnh cho phép qua, chờ ép lão phu xuất thủ, sở. Trưởng lão lạnh lùng nói, hắn bước vào thiên địa đại hiền mấy trăm ngàn năm, Hiện nay cư nhiên bị mấy tiểu bối ngăn trở, buồn cười. Cũng mặc kệ là Thiên Tuyệt Thánh tử vẫn là Huyết Ma Thiên tử, cũng hoặc là La sát thánh nữ, cũng không có để cho đi ý tứ, thiên hạ cơ duyên, có duyên phận có. Các ngươi đây là không chịu phục sao, Sở trưởng lão mặt trầm như nước thật. Là có duyên phận có, nhưng là có được đủ thực lực mới có thể cầm chắc tiêu. Trần Long cười nhạt một tiếng, Sở trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nghĩ cái gì vậy? Tiêu Chân Long không nhanh không chậm mà nói, ngươi lại nhớ kỹ bản tọa tên. Tiêu Chân Long, Long tự rơi xuống, còn không đợi Sở trưởng lão đi nghĩ. Tiêu Chân Long đã là hung hãn xuất thủ, hắn là Huyền Hoàng bảng thứ 9 chữ đế Tiêu Chân Long, hư hư thực thực đến từ Tiêu gia như. Ý tông vị lão nhân kia ngược lại phản ứng kịp, ngược lại hít một hơi khí lạnh, Huyền Hoàng bảng ở trên 36 người. Cũng không phải là tất cả mọi người biết, ngược lại rất nhiều người đều là lần đầu tiên chạm mặt. Cũng không quen biết tiêu chân Long thứ nhất xuất sơn là ở hoang giới. Nhưng chỉ cùng dạ huyền đánh qua đối mặt. Người khác cũng không biết lúc này mới phản ứng được. Thứ này lại có thể là tiêu chân long mà theo tiêu chân long xuất thủ. Thiên tuyệt thánh tử mấy người cũng xuất thủ lần nữa so với việc thế giới thụ. Huyền hoàng bảng ở trên lưu danh người để ý hơn tiên bảo. Được tiên bảo người được tiên thể, được tiên thể người sẽ thành đế. Chương 1785, đế chỉ. Đối mặt rất nhiều thiên kiêu xuất thủ, cho dù Sở trưởng lão. Lúc này cũng thay đổi khí sắc, mặc dù hắn từ lâu bước vào thiên địa đại hiền cảnh. Sống sót mấy trăm ngàn năm, nhưng lúc này xuất thủ những gia hỏa này. Toàn bộ đều là thế hệ này huyền hoàng bảng ở trên yêu nghiệt. Mỗi cái cũng có thủ đoạn thông thiên, thực lực cũng không yếu hơn hắn, thậm chí càng mạnh. Lúc này, không thể không khiến Trịnh Vũ Sơn đứng ra ầm. Trong sát na, Trịnh Vũ Sơn chân mệnh đại hiền cảnh khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập ra. Đại hiền có hai con đường, mà không quản con đường kia. Đều có tứ cảnh, mà chân mệnh đại hiền thì ở vào đại hiền đệ tam cảnh, đạt đến này cảnh người, sớm đã có bản thân chân mệnh. Có vô địch phong thái, huyền hoàng bảng trên rất cường đại tồn tại. Hôm nay cũng chỉ có thiên địa đại hiền cảnh đại đa số đều ở vào vừa mới bước vào đại hiền cảnh giai đoạn, căn bản là không có cách cùng chân mệnh đại hiền chống lại trong nháy mắt liền có hơn phân nửa huyền hoàng bảng thiên kiêu bị chấn động, nhưng cũng chớ quên tại đây chút huyền hoàng bảng thiên kiêu phía sau tương tự đứng từng cái đại đế tiên môn cổ xưa đạo thống trịnh vũ sơn xuất thủ cũng dẫn tới hắn cường già tiền bối ào ào đứng ra, đạo hữu tuy có chân mệnh đại hiền tu vi, nhưng cùng bọn tiểu bối xuất thủ. Tự hồ có chút kỳ quái, người mở miệng là đến từ địa châu hoa thiên phủ một vị lão nhân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời cũng phóng xuất ra chân mệnh đại hiền khí tức chân mệnh đại. Hiền tuy là ít ỏi, nhưng ở 9 vạn năm trước. Lại không phải như vậy, các đại đỉnh cấp môn phái. Cơ hồ đều có loại này cấp bậc cường giả tọa chấn, lúc này thiên đạo trấn áp liên tục mở lại từng vị cường già tiền bối cũng ào ào tỉnh lại hoặc giả theo thiên vực hạ giới tới gắng đạt tới có thể ở này hoàng kim thịnh thế trong cướp đoạt càng phong phú cơ duyên theo từng vị cường già tiền bối đứng ra sở trưởng lão mặt biến sắc được càng khó coi vào ngày thường trong những thứ này đại đế tiên môn có lẽ sẽ bán vũ hóa tiên môn một bộ mặt nhưng mà thật đến lại thời điểm này căn bản không có nhường đường khả năng chư vì có thể nghĩ kỹ, bản tọa phụng mục đế đế chỉ hạ giới mà tịch trịnh. Vũ Sơn ngược lại rất bình tĩnh, lãnh đạm nói một câu, mục đế đế chỉ, lời vừa nói ra. Ở đây không ít người khí sắc đều là hơi đổi, nhất là theo thiên vực hạ giới tới cường giả. Càng là khí sắc trắng bạch thế gian người mạnh nhất, không ngoài song đế. Trịnh Vũ Sơn phụng mục đế đế chỉ tới, vây còn không phải bọn họ có thể trêu chọc ngươi. Nói là phụng đế chỉ chính là phụng đế chỉ, vậy bản tọa vẫn là phụng nữ đế đế chỉ tới đây, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người chấp nhận nợ nần. Đến từ Đạo Châu trấn Thiên cổ môn Vũ Đình hai tay vòng ngực, lạnh lùng nói: "Đừng nói gì với ta, Vũ Hóa Tiên môn là mục đế năm đó sư môn một trong, muốn nói như vậy. Ta trấn Thiên cổ môn vẫn là song đế sư môn đây, chuyện này chân tướng, thật Vũ Đình đã sớm biết." hắn bất quá là mượn lời này tới ngăn chặn trịnh Vũ Sơn miệng thôi, dù sao năm đó hoàng cực tiên. Tông chuyện kia sau, song đế thế nhưng tuyên cáo chư thiên vạn giới. Chấn thiên cổ môn chính là song đế sư môn, cục diện tức khắc cầm cự được sở trưởng lão sắc mặt. Tái xanh, những thứ này huyền hoàng bảng trên gia hòa, không một là hiền lành, các. Người cũng đừng quên, tiên bảo tin tức là huyền nữ cho các ngươi nếu không phải nàng các ngươi dám cũng không biết sở trưởng lão ngoài mạnh trong yếu nói sở tiền bối lời này liền có chút buồn cười đây ở đây chư vị người nào không biết nhà ngươi huyền nữ phóng xuất tin tức mục đích là cái gì mà nữ vương hy cười tủm tỉm đạo không khách khí chút nào vạch trần sở trưởng lão tâm tư vũ hóa huyền nữ thần sắc băng lãnh lúc này tình hình hết sức không hay một khi quần công tiên bảo tất nhiên sẽ rơi mất Đến hiện tại, Vũ Hóa Huyền nữ cơ bản đã xác định. Này hắc trúc chính là tiên bảo, có khả năng cải biến thể chất, thể chất nàng. Đã được đến cải biến, đang hướng về hắc ám tiên thể tiến hóa. Có thể nàng hiện tại không có khả năng vận dụng pháp lực, rất nguy hiểm, nhớ tới ở đây. Vũ Hóa Huyền nữ nhẹ giọng nói, Trịnh Tiên Bối, đem Đại Đế Pháp chỉ lấy ra đi Trịnh. Vũ Sơn nghe vậy, tức khắc cũng hiểu được, không nói hai lời, vung tay lên. Thần sắc trang nghiêm, thuộc hạ Trịnh Vũ Sơn, cung thỉnh Mục đế pháp chỉ lời. Vừa nói ra, mọi người ào ào biến sắc ầm. Ngay sau đó, liền thấy một cái kim sắc pháp chỉ trôi nổi ở trong hư không mà ở pháp chỉ kia trên. Dĩ nhiên là huyền phù lên một cái kinh khủng đế ảnh, đó là thuộc về Mục đế đế ảnh. Chỉ một thoáng, vô tận đế uy bao phủ, chấn động toàn trường. Này, huyền hoàng bảng ở trên một đám thiên kiêu ảo ảo cúi đầu, bọn họ tuy là được xưng chữ đế, nhưng đối mặt chân chính đế uy chi lúc. Mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là tranh lệch. Người này, cư nhiên thật có đế chỉ, vũ. Đình trong lòng hơi chấn động một chút, dễ nhận thấy không nghĩ tới này một gốc, chúng. Ta, tham kiến mục đế. Này, tất cả người cung kính hành lễ, đại đế xuất hành. Chư thiên vạn linh ai cũng quỳ sát, mặc dù chỉ là đế chỉ, có thể hiển hóa ra ngoài đế ảnh y nguyên ẩn chứa không thể mạo phạm vô thượng đế uy đế chỉ thì như thế nào trong đám người tiêu chân long cũng là thần tình lạnh lùng cũng không đem đế chỉ để vào mắt hắn trên trán ngọc cốt lóe ra tiên mang dĩ nhiên là ngăn trở đế uy ngay sau đó tiêu chân long vung tay lên một cái cổ xưa bốn chân đỉnh lăng không hiện lên đồng thời ở đó bốn chân trên đỉnh cũng hiện ra vô tận đế uy tới đây là một kiện đại đế tiên binh Dược vương đỉnh, thấy. Này tôn cổ xưa bốn chân đỉnh, mọi người thần sắc cả kinh. Chân long, người của tiêu gia thấy thế, cũng là hơi kinh hãi. Không nghĩ tới tiêu chân long yên nhiên như thế cường ngạnh, tiêu chân long khống chế dược. Vương đỉnh bay lên trời, lạnh lùng nói. Huyền hoàng bảng sở dĩ chỉ ghi lại thế hệ tuổi trẻ do người chữ đế. Đúng là coi trọng người tuổi trẻ nhiệt huyết. Mục đế thì như thế nào, song đế đặt chân lên đỉnh cao nhất lại làm cho chư thiên vạn giới rơi. Vào mặt pháp thời đại, thiên địa phản phệ, song đế thời đại cuối cùng rồi sẽ đi qua thời. Đại này, không phải bọn họ sự tình ấm. Dược vương đỉnh trên, vọt lên nhất đạo kinh khủng đế ảnh, trực tiếp cùng mục đế chống lại. Đó là tiêu gia tổ tiên đại đế. Tiêu chân long mấy câu nói. Để tại trận huyền hoàng bảng năm ngoái người tuổi trẻ bội cảm nhận thức bất quá lại không có người khác tế xuất đại đế tiên binh bởi vì một khi nữa tế xuất sẽ tạo thành hỗn loạn cơ duyên đế không thể thấy được mặt một khi gặp mặt tất nhiên sẽ có đế chiến mở ra dù chỉ là đế ảnh cũng giống như vậy hiện nay mục đế đế chỉ cùng tiêu ra dược vương đỉnh đồng thời xuất hiện này hai tôn đại đế trong quyết đấu sẽ bày ra đó là vượt qua thời gian trường hà nhất chiến nếu như tái xuất hiện một cái đế ảnh thế cục liền không nói được, thậm chí người ở tại tràng đều sẽ phải chịu luyện lụy, mà ở rất xa. Chân trời, dạ huyền thủy trung lấy đế hồn quan sát đến trên sân thế cục. Nghe được tiêu chân long mấy câu nói. Dạ huyền hơi nhếch khóe môi lên lên, này tiêu chân long năm đó dám cùng tiểu càn khôn sinh tử. Liều mạng, sau chuyển thế còn dám tới với hắn đọ sức. Không phải là không có lý do, tối thiểu đến nói kia gia hỏa dũng khí là thật đủ đầy, chỉ bất quá, dạ huyền muốn thấy được hình ảnh. Vẫn là không có xuất hiện, kia ra hỏa thật là có thể giấu đây. Sẽ không sợ thôn thiên cáp đem thế giới thụ thật cho ăn, dạ huyền nhỏ giọng lầm bầm. mươi 1786, rốt cục hiện thân. Lúc này tình hình nhìn như hỗn loạn, thực tế một mực dạ huyền trong lòng bàn tay, bởi vì... Đế trận đã sớm bao phủ toàn bộ, bất kể là đại khư ma đằng tổ căn, thôn thiên cáp thế giới thụ cũng hoặc là huyền hoàng bảng một đám chữ đế duy nhất không có thể dự tính chính là cái kia luôn luôn chưa từng lộ diện thần bí cự đầu đây cũng là dạ huyền luôn luôn chưa từng xuất thủ nguyên nhân trừ cái đó ra còn cần thiết phải chú ý đại khư bên trong tùy thời phát sinh biến hóa mênh mông đại khư có thể xa xa không chỉ huyết hải sơn mạch đại khư mà đằng những thứ này có cấm kỵ chi lực quái vật tựa như trước cái kia thình lình hướng càn khôn lão tổ xuất thủ thần bí tồn tại thật cũng là đại khư trong một loại quái vật dạ huyền ngồi xếp bằng đỉnh núi ánh mắt yên tĩnh gió nhẹ lên trên trán toái phát lay động dạ huyền hơi khép con mắt đen như mực trong con ngươi mang theo khó hiểu không sáng rực mang trong bất kỳ cái nào bày bố đều phải muốn quá nhiều nhưng nhiều hơn cũng là trường thi phản ứng bởi vì không có ai có thể chuẩn xác không có lầm tính tới một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho dù bầy bố vạn cổ dạ huyền cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ, bằng không hắn đã sớm đi theo Táng đế chi chủ đánh. Nhau đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dạ Huyền đế hồn thủy chung chú ý trên sân thế. Cục đế chỉ cùng Dược Vương đỉnh chống lại, cũng tới đến hồi cuối, nhưng thế cục loạn hơn. Nhiều người hơn hướng Vũ Hóa Tiên môn người xuất thủ, Vũ Hóa Huyền nữ hình thức thay đổi đột. Ngột nhưng Vũ Hóa Huyền nữ lại càng ngày càng yên lặng, hắc ám tập kích. Tuy là để cho Vũ Hóa Huyền nữ tạm thời không cách nào sử dụng pháp lực, nhưng lại để cho nàng rõ ràng cảm nhận đến trong cơ thể mình vô tận biến hóa. Hắc ám tiên thể sẽ sinh ra, một khi đến một khắc kia, nàng sẽ có được chân chính tiên thể đến lúc đó. Nàng có lòng tin đối mặt trước mặt toàn bộ, chỉ thiếu chút nữa. Dạ Huyền, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng đến, Vũ Hóa Huyền nữ tại nội tâm cầu khẩn, nàng thật sợ nhất là Dạ Huyền, đến hiện tại. Dạ Huyền còn chưa hiện thân, phảng phất luôn luôn núp trong bóng tối độc xa. Để cho Vũ Hóa Huyền nữ hoảng sợ bất an, muốn nhất định thường xuyên bảo trì cảnh giác, để phòng ngừa người này đột nhiên nhô ra, nhưng chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian. Hắc Ám Tiên Thể đúc thành hoàn thành, đến lúc đó coi như Dạ Huyền trở lại nàng cũng không sợ bởi vì khi đó tiên bảo đã thuộc sở hữu của nàng lúc này thôn thiên cáp vẫn còn ở cùng đại khư ma đằng chống lại tranh đoạt thế giới thụ không thể không nói này thôn thiên cáp là thật có thể giấu vẫn cho là nó là với hắn mãnh thú không sai biệt lắm thực lực tuyệt đối không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên có thể cùng đại khư ma đằng tổ căn đọ sức đây hoàn toàn vượt quá dự liệu thời gian từng giây từng phút đang trôi qua càng ngày càng loạn vũ hóa huyền nữ bất đắc dĩ hướng chu dã truyền âm nói người nếu như xuất thủ năm đó sự tình còn giữ lời luôn luôn chưa từng tham gia chu dã nghe được vũ hóa huyền nữ truyền âm cười hít mắt nói cô nương nói dỡn bần đạo bây giờ là người xuất ra lời nói này không có ẩn giấu mà là thoải mái nói ra điều này làm cho vũ hóa huyền nữ cắn chặt hàm răng trong con ngươi sinh ra một chút vẻ bực tức ngươi tựu là cái túng hóa chu dạ y nguyên mặt vui vẻ không thèm để ý chút nào có rất ít người biết chu dã cùng vũ hóa huyền nữ trước kia nhận biết với lại rất thuộc phi thường quen thuộc thậm chí còn kém bái đường thành thân chỉ tiếp tạo hóa trêu ngươi vũ hóa huyền nữ bị mục đế coi trọng mang tới vũ hóa tiên môn trở thành vũ hóa huyền nữ mà thương tâm chu dã cũng tự mình du lịch đến địa châu dưới cơ duyên bái nhập tiên đô lâu quan đài trở thành một vị đạo môn đệ tử sau càng là rõ ràng ra vô cùng thiên tư trực tiếp nhảy một cái trở thành huyền hoàng bảng đầu bảng tồn tại áp xuống đương đại mãi đến dạ huyền xuất hiện cục diện như vậy mới phát sinh biến hóa năm xưa việc ít có người biết cũng mặc kệ là chu dã vẫn là vũ hóa huyền nữ đều rất rõ ràng năm đó một trận biến cố thật chủ yếu vẫn là nhìn vũ hóa huyền nữ tuyển chọn rất dễ nhận thấy vũ hóa huyền nữ làm ra tiền chọn cũng chính là liền vũ hóa huyền nữ bây giờ muốn để cho chu dã là hộ pháp giảng đạo lý vẫn có chút không giảng đạo lý chu dã nghe được vũ hóa huyền nữ quở trách sau lần nữa cười một tiếng phong khinh vân đạm mà nói chuyện cũ như khói từ lâu đi qua ngươi là vũ hóa huyền nữ ta là đạo môn chu dã chỉ thế thôi hắc ta cũng không phải là ngu ngốc chu dã phía sau lại là cười hắc hắc lên mặt khác a à, ta tính tới một sự tình trong mệnh ta sẽ có một vị chân mệnh thiên tử chú ý là chân mệnh thiên tử không phải chân mệnh thiên nữ hắn kêu dạ huyền lời nói này làm cho vũ hóa huyền nữ vốn là đen xuống mặt đen hơn vũ hóa huyền nữ căn bản không tin chu dã lời thừa thôi không trông cậy nổi kia ra hòa vũ hóa huyền nữ buông tha quyết định này nhắm mắt lại dường như suy nghĩ nhận mệnh đoạn kình thương lúc này cũng là cổ quái nhìn chu dã người tốt cái này chu dã liếc một cái nói, không cho phép sao, người xuất gia không gần nữ sắc. Vẫn không thể gần nam sắc, xa cuối chân trời dạ huyền nghe được chu dã lời nói này. Ánh mắt yên tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, vị này xuất từ tiên đô lâu quan đài trẻ tuổi đạo sĩ. Thật không đơn giản, còn như là như thế nào không đơn giản pháp, phải hỏi đạo huyền môn thủ. Lĩnh chu huyền lâm, lúc này, dạ huyền con mắt hít một cái. Rốt cục không nhịn được sao, chỉ bất quá, tại sao có hắn, dạ huyền thần sắc có một chút cổ quái, ầm. Mà ở dạ huyền tiếng nói rơi xuống lúc, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát, không có dấu hiệu nào, cơ hồ trong nháy mắt đánh. Vỡ dược vương đỉnh cùng mục đế đế chỉ trong chống lại. Vô cùng tận lôi quang thiểm diệu, giống như đem phục lôi thiên tòa kia lôi trì cho chuyển tới. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận lôi đình đang lóng lánh, nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh. Ngạo nghễ đứng đó vô tận lôi đình trong phảng phất vạn lôi chi chủ hàng lâm, khí tức kinh khủng. Làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cúi đầu, cái đó là... Vũ hóa huyền nữ là duy nhất một không bị ảnh hưởng người, nàng nhìn lôi đình trong tồn tại. Con người liên tục thu hẹp, khó có thể tin, xích lôi chuẩn đế, giờ. Này khắc này, đứng ngạo nghễ ở trong sấm sét đạo thân ảnh kia tự liền trong hai tròng mắt. Đều là vô tận lôi đình tại cuồn cuộn, nghe được vũ hóa huyền nữ kinh hô người này khóe miệng hơi vểnh lên sự thực chứng nhận bất kỳ người nào đều có trở thành quân cờ tiềm lực ngươi có thể đem tiên bảo đưa tới rất tốt nhìn như khen mấy câu nói cũng là để cho vũ hóa huyền nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm nàng cuối cùng hiểu đây hết thảy đều là xích lôi chuẩn đế thiết lập cục mà tất cả mọi thứ đều chỉ hướng tiên bảo hắc chúc nàng sử dụng huyền hoàng bảng người trên tới câu dẫn tiên bảo xuất hiện mà đồng dạng xích lôi chuẩn đế cũng bất quá này đây nàng làm mồi thôi này tự liên sở trưởng lão trịnh vũ sơn những thứ này cường già tiền bối đều cảm thấy khó có thể tin bởi vì bọn họ đều xác định qua xích lôi chuẩn đế là chết nhưng bây giờ chợt nhô ra các ngươi rất vinh hạnh sẽ chứng kiến một cái đại đế sinh ra xích lôi chuẩn đế trong giọng nói khó nén hưng phấn chỉ thấy hắn giơ tay chỉ một cái Tại Vũ Hóa Huyền Nữ trong tay hắc trúc liền bay về phía xích lôi chuẩn đế. Chương 1787, lộ diện. Các ngươi rất vinh hạnh sẽ chứng kiến một cái đại đế sinh ra, xích. Lôi chuẩn đế thanh âm to lớn mênh mông. Phảng phất để cho thiên hạ đều biết, kèm theo xích lôi chuẩn đế xa xa chỉ một cái. Vũ Hóa Huyền Nữ trong tay tiên bảo hắc trúc liền không bị khống chế bay về phía xích lôi chuẩn. Đế tiền bối chậm đã, lúc này, Trịnh Vũ Sơn đứng vững áp lực đương nhiên cũng là bởi vì có mục đế đế chỉ thủ hộ mới có thể ổn định thế cục trịnh vũ sơn trịnh trọng nói tiền bối vân tư là mục đế đệ tử ký danh xin thỉnh hạ thủ lưu tình nói vậy mục đế biết chuyện này cũng sẽ cảm kích tiền bối lời vừa nói ra ở đây mọi người thần sắc đại biến trước sở trưởng lão nguyên bản cũng suy nghĩ đem việc này truyền tin nhưng lại bị trịnh vũ sơn ngăn trở hiện nay trịnh vũ sơn bản thân cũng là bạo xuất chuyện này lần này người khác cuối cùng hiểu trịnh vũ sơn một cái chân mệnh đại hiền tại sao nắm trong tay mục đế đế chỉ này không phải là bởi vì mục đế coi trọng trịnh vũ sơn mà là coi trọng vũ hóa huyền nữ nguyên lai vũ hóa huyền nữ dĩ nhiên có này một tầng thân phận đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người rất kinh ngạc trước dễ dàng cho vũ hóa huyền nữ quen biết hiểu nhau chu dã ánh mắt yên tĩnh không gì sánh được cái thân phận này cũng là năm đó bọn họ tách ra một trong những nguyên nhân cho đến ngày nay chu dã đã sớm không hận nội tâm bình tĩnh như nước xích lôi chuẩn đế nghe vậy cũng là cười nói mục đế một cái hậu thế thành đế người may mắn sao nếu như đặt vào lúc thường bản tọa còn bán một chút mặt mỏng nhưng hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bản tọa thành đế xích Lôi chuẩn đế hai mắt trong lóe ra từng đạo lôi mang, kinh khủng vô cùng, tiền bối. Lúc. Này, Vũ Hóa Huyền nữ trầm giọng mở miệng nói, không phải thiên mệnh sở quy. Coi như có tiên thể, cũng không cách nào thành đế, điểm này ngươi rất rõ ràng không? Ít huyền hoàng bảng thiên kiêu trong con ngươi hiện lên từng đạo tinh mang, thiên mệnh hai chữ. Chịu tải rất nhiều, thành đế. Phảng Phất Vĩnh Viễn cũng không bước qua hai chữ này, thành đế người. Cần chịu tải một đời thiên mệnh nếu không cũng không bị thiên đạo công nhận sẽ bị trấn áp tại sao chín vạn năm trước xong đế đặt chân lên đỉnh cao nhất sau Ngành đón mặt pháp thời đại nói trắng ra chính là thiên đạo phản phệ bởi vì hai cái muốn đoạt lấy một đời thiên mệnh ai có thể cướp đoạt người đó liền có thể bước lên đỉnh cao còn như tại sao xong đế còn chưa có xảy ra chiến đấu không ngoài thiên đạo trấn áp tồn tại thiên mệnh không hiện coi như hai người hiện tại đánh phân thắng bại cũng sẽ không nhận được bất kỳ tính thực chất đồ đạc theo một ý nghĩa nào đó mà nói song đế hôm nay còn không có bước lên đỉnh phong hảo một cái thiên mệnh sở quy xích lôi chuẩn đế cười to nói có thể nói ra những lời này đủ để thấy rõ ngươi là bao nhiêu ngu muội vô tri hôm nay bản tọa liền cho ngươi nhìn một cái cái gì gọi là thiên mệnh sở quy xích lôi chuẩn đế dẫn dắt tiên bảo hắc chúc nhích lại gần mình Muốn mượn này đúc thành Hắc Ám Tiên Thể, bởi Vũ Hóa Huyền Nữ Hắc Ám Tiên Thể bị trong đoạn. Hắc Trúc lực lượng dường như vẫn còn ở kéo dài cho ra, mà vừa vặn liền tiện nghi xích lôi chuẩn đế, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, xích lôi chuẩn đế phảng phất thật sự là thiên mệnh sở quy. ầm um, nhưng mà đúng vào lúc này, quấn quanh ở thế giới thụ hệ dễ đại khư ma đằng đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt quấn chặt lấy Hắc Trúc, dĩ nhiên là muốn nhất tâm nhị dụng đồng thời cướp đoạt hắc trúc cùng thế giới thụ, hả, xích. Lôi chuẩn đế tức khắc cả kinh, dễ nhận thấy không ngờ tới này đại khư ma đằng thật không ngờ. Kinh khủng, có thể đồng thời cướp đoạt thế giới thụ cùng hắc trúc, xích lôi chuẩn đế chỉ có. Thể xuất thủ cướp đoạt có thể đại khư ma đằng lợi hại đã sớm hiển hiện qua. Xích lôi chuẩn đế thực lực tuy mạnh, nhưng cũng tạm thời không làm gì được đại khư ma đằng, đừng nói là xích lôi chuẩn đế. Tự liền phong thần càn khôn lão tổ trước kia cũng tiêu hao ba ngày thời gian mới miễn cưỡng trấn áp, hiện nay đại khư ma đằng. Có tổ căn tương trợ, so với trước tới chắc chắn mạnh hơn. Rất khó tiêu diệt trong lúc nhất thời. Lần nữa lâm vào một loại cân đối ở giữa, mà ở nơi chân trời xa dạ huyền. Nhận ra được đây hết thảy sau, thần sắc cổ quái không thôi, nói thật. Hắn không nghĩ tới nhô ra lại là xích lôi chuẩn đế, tại ngay từ đầu. Dạ Huyền liền đoán rằng lấy này giấu phía sau lấy một cái vạn cổ cự đầu. Cũng không hướng xích lôi chuẩn đế trên thân nghĩ. Dù sao đối với Dạ Huyền mà nói, một cái chuẩn đế đích thực không tính là cái gì, nhìn. Lại cá lớn vẫn còn ở càng phía sau, dạ. Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, xích lôi chuẩn đế hiện thân. Nhìn như tiên cáo âm mưu bị để lộ tất cả mọi thứ, đều là xích lôi chuẩn đế tại hậu trường chủ đạo, có thể dạ huyền lại có thể thấy một cái không? Giống tầm thường điểm, xích lôi chuẩn đế. Không có thân xác, thân xác đã sớm chết, không thân xác, linh hồn sống ba chục triệu năm. Đây đối với một cái chuẩn đế đến nói, có lẽ cũng không khó khăn, nhưng chớ quên. Nơi này là đại khư, huyền hoàng cửu đại cấm địa một trong. Từng tại tiên cổ kỷ nguyên cũng đã tồn tại cổ xưa cấm địa trong này ẩn chứa vô cùng tận hung hiểm, tùy thời muốn đem người nuốt mất xuống, chỉ dựa vào linh hồn. Trạng thái, lấy cái gì sống sót ta? Từng tám lần đi vào đại khư, chưa từng thấy qua một cái linh trí toàn khai sinh linh. Dạ huyền nhìn phương xa, nhẹ giọng tự nói, đại khư cũng không chúa tể, quy căn kết. Đại khái là ra một cái ngoại tộc cái. Này ngoại tộc muốn đoạt lấy thế giới thụ, muốn đoạt lấy hắc trúc. Còn cần một cái chịu tải thể, sau đó đi ra đại khư có thể sống ở đại khư, còn có thể bảo trụ xích lôi chuẩn đế linh hồn. Có thể tính ra hắc trúc cùng thế giới thụ xuất hiện, Dạ Huyền suy tư chốc lát. Không có ý định đợi thêm, phải lộ diện, Dạ Huyền đứng lên. Ánh mắt biến phải lạnh lùng, trong hô hấp trên thân khí tức. Như có một tầng đại đạo chi lực gia chỉ, ầm. Sau một khắc, Dạ Huyền vượt qua ức xa vạn dặm trong nháy mắt giá lâm ở trên chiến trường dạ huyền ánh mắt rơi vào xích lôi chuẩn đế trên thân không nhanh không chậm nói hiện hành đi ngươi không có cơ hội dạ huyền tất cả mọi người là kinh hãi không thôi này dạ huyền làm sao đột nhiên liền nhô ra còn bay cao như vậy không sợ đại khư cấm kỵ chi lực phản vệ sao xích lôi chuẩn đế lúc đầu vội vàng đối phó đại khư mà đằng dạ huyền xuất hiện tức khắc để cho hắn đột nhiên cả kinh nhưng chốc lát lạnh lùng nói vật nhỏ cút sang một bên bớt ở chỗ ấy gây trở ngại bản tọa dạ huyền thần sắc mờ nhạt nhẹ nhàng phất tay ùng ùng trong sát na trong thiên địa sinh ra một cổ không thể chống cự lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ xích lôi chuẩn đế xích lôi chuẩn đế trở nên kinh hãi cấm kỵ chi lực làm sao có thể xích lôi chuẩn đế chấn động không thôi thiếu niên này đúng là quái vật gì tại sao có thể sử dụng đại khư cấm kỵ chi lực. Mà theo xích lôi chuẩn đế bị dạ huyền cấm kỵ chi lực cho cầm cố. Đại khư ma đằng thừa lúc vắng mà vào. Nhắm thẳng vào hắc trúc, dạ huyền lại vung tay lên, toàn bộ đại khư ma đằng. Nhất tề tan vỡ, với lại lần này tan vỡ sau đại khư ma đằng. Trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại trong hư không? Không còn giống như trước vậy, còn có thể lần nữa sinh trưởng dạ huyền chỗ bố trí đế trận đạo văn lấy đại khư cấm kỵ chi lực làm cơ sở, chuyện này. Không người biết, dạ huyền lần nữa phất tay, vô cùng to lớn thôn thiên cáp. Tức khắc bị chấn bay rớt ra ngoài, ba lần phất tay. Trực tiếp phá vỡ cục diện bế tắc cấm địa chi thần, sơ lộ tài năng. mươi 1788, phá vỡ cục diện bế tắc. Dạ huyền ba lần xuất thủ, trực tiếp chấn động toàn trường, từng vị huyền hoàng bảng trên thiên kiêu, đều bị dạ huyền thực lực kinh khủng cho chấn động không nhẹ, luôn luôn kéo dài cục diện. Bế tắc trong nháy mắt này trực tiếp bị phá vỡ, theo sau, dạ huyền đại thủ nắm chặt. Tiên bảo hát trúc bay về phía hắn, toàn bộ quá trình. Xích lôi chuẩn đế chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn, ầm. Nhưng sau một khắc, xích lôi chuẩn đế hai mắt trợn chừng, bốn phương tám hướng lôi đình. Phẳng phất hắc hóa trạng thái một dạng. Phóng xuất ra khiến lòng run sợ hủy diệt ba động, cũng là trong nháy mắt này. Xích lôi chuẩn đế phảng phất đổi người khác đồng dạng, từng cổ một khí tức bạo ngược quấn quanh, cả người đều mang một loại không giống sinh linh khí tức quỷ dị, hắn nhìn chằm chằm muốn bay. Hồi dạ huyền trong tay hắc trúc, cả người lực lượng tăng vọt. Ầm, xích lôi chuẩn đế trong nháy mắt hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen, hoành không tới. Phá vỡ Dạ Huyền cấm kỵ chi lực, đồng thời bóp hướng hắc trúc, không nhịn được sao? Cảm thụ được xích lôi chuẩn đế cực rõ ràng biến hóa. Dạ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không thấy Dạ Huyền có bất kỳ động tác gì. Một cổ hắc sắc lực lượng quỷ dị từ trên người Dạ Huyền bay ra, cùng xích lôi chuẩn đế đọ sức. Cơ hồ là vừa đối mặt liền đem xích lôi chuẩn đế đánh bay, mà đồng thời Hắc chúc cũng bị cái này hắc sắc lực lượng một quyền thổi sang Dạ Huyền trong tay, một màn kia. Tất cả mọi người thấy rõ, chỉ có Tiêu Chân Long có thể cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Cổ lực lượng kia cơ hồ trong nháy mắt để cho hắn nghĩ lại tới năm đó bất tử dạ đế cái kia. Được xưng bất tử bất diệt, vạn cổ vô địch bất tử dạ đế, hắn. Đã tìm về cổ lực lượng kia, Tiêu Chân Long trong lòng cảm thán vạn phần trong lòng phức tạp bất quá cũng được theo hoang giới hành trình sau hắn liền không có tâm tư chỉ cầu đời này thành đế cùng càn khôn lão tổ trở lại một trận đọ sức còn như dạ đế tiêu chân long nhìn đạp không mà đứng nhàn rỗi đi dạo liền đã phá cuộc vô địch thân ảnh trong lòng muôn vàn cảm khái hiu 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 lúc này vô tận đại khư phảng phất vô bờ bến một dạng phô thiên cái địa từ đàng xa đánh tới một màn kia làm cho ở đây một đám huyền hoàng bảng trên thiên kiêu ra đầu nổ tung. Cũng là vào giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng nhận biết được đại khư chỗ kinh khủng lúc trước. Các đại quái vật trong tạo thành cân bằng. Thật để cho bọn họ hoàn mỹ tránh né xuống cổ lực lượng kia tập kích hiện nay cân bằng bị dạ. Huyền đánh vỡ, đại khư cho thấy vô cùng lực lượng. Chỉ một thoáng, không trung bị vô tận đại khư bao phủ phảng phất quái vật xúc tua đồng dạng dạ huyền ánh mắt yên tĩnh nghiêng một cái ầm trong sát na vô tận lực lượng bạo phát kinh khủng kia cấm kỵ chi lực trong nháy mắt lần át đại khư đầy trời lớn hóa thành ma vụ mà ở ma vụ bầu trời thôn thiên cáp lặng yên không một tiếng động mở ra miệng rộng muốn đem dạ huyền cho nuốt trọn cho người ăn một lần đã là người hân hạnh còn muốn tới lần thứ hai dạ huyền nhẹ giọng nói nhẹ, lại giống như thế gian trí cao vô thượng đại đế pháp chỉ. Mở ra miệng rộng thôn thiên cáp mới vừa mới đột phá ma vụ, lộ ra dữ tợn. Trực tiếp liền bị đứng lại ở nơi đó, không thể động đậy, nhìn qua cực kỳ buồn cười ta. Cái quỷ quỷ, một màn kia, để cho người ta sững sờ, đây. Chính là huyền hoàng bảng mạnh nhất chữ đế sao. Đoạn kinh thương thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, hoàn toàn chính là độc nhất đương tôn. Tại cho dù đứng tại thứ hai chu dã cùng tranh lệch cũng rất lớn, nếu là ta có thể có tiên thể tuyệt đối không yếu hơn hắn, vũ. Hóa huyền nữ trong con ngươi xinh đẹp lóe ra từng đạo tinh quang. Hết sức tiếc nuối, nếu như xích lôi chuẩn đế trễ chút nữa xuất hiện. Như vậy hắc trúc đã đem nàng cải biến thành hắc ám tiên thể, chỉ tiếc, hết thảy đều hủy. Vũ hóa huyền nữ trong lòng cực kỳ phức tạp, nguyên bản nàng đem huyền hoàng bảng ở trên người khác làm thành quân cờ nhưng không ngờ mình mới là đáng thương quân cờ mà dạ huyền vũ hóa huyền nữ nhìn vị kia hắc bào thiếu niên người này đã là bên ngoài bàn cờ cầm cờ người ầm đang ở mọi người cho rằng dạ huyền muốn áp xuống toàn trường kết thúc đây hết thầy thời điểm bị đánh bay xích lôi chuẩn đế đi mà trở lại vô tận hắc ám lôi đình quấn quanh thân cả người tản mát ra tựa là hủy diệt ba động này Xích Lôi Chuẩn Đế đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, hắn khom người. Cũng như một đầu đứng thẳng ác lang, cái sâm bạch hàm răng lóe ra hàn mang cáo. Thét, Xích Lôi Chuẩn Đế trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, trong nháy mắt đó. Toàn bộ hư không nổ tung, đầy trời hắc lôi cuồn cuộn tới, cúi đầu đi, dạ. Huyền ánh mắt yên tĩnh, chắp hai tay, ánh mắt ác liệt. Ùm ùng, phía dưới mặt đất, vô tận đạo văn thăng thiên lên, đại khư cấm kỵ chi lực mãnh liệt. Lên, này, tất cả mọi người cảm giác rợn cả tóc gáy. Phảng Phất có một cổ lực lượng muốn đem bọn họ linh hồn đều cho hút ra, khí tức tử vong. Bao phủ tất cả người, ầm, cấm kỵ chi lực chư ra thân ta. Dạ Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, đồng thời, Bất Diệt Huyền Kính quấn quanh toàn thân. Dùng cái này chịu tải kinh khủng kia cấm kỵ chi lực. Vô cùng vô tận cấm kỵ chi lực toàn bộ bao phủ tại Dạ Huyền trên thân này dạ huyền chỉ cần một cái ý niệm liền có thể hủy diệt toàn bộ sinh linh dạ huyền liếc một cái phía dưới huyền hoàng bảng ở trên những người đó cũng không có xuất thủ ý tứ mà là đưa mắt đặt ở xích lôi chuẩn đế trên thân nói là xích lôi chuẩn đế thật đã không phải là bởi vì tại xích lôi chuẩn đế bên trong cũng có vô tận cấm kỵ chi lực như dạ huyền phỏng đoán vậy xích lôi chuẩn đế mặc dù có thể lấy linh hồn trạng thái sống sót là bởi vì cái này cấm kỵ chi lực hai cái dung hòa dưới cổ lực lượng này mượn xích lôi chuẩn đế xuất hiện ý thức đồng thời thông qua xích lôi chuẩn đế vận hành cả chàng bầy bố mà lớn nhất mục đích chính là lấy xích lôi chuẩn đế là chịu tài mượn tiên bảo hắc chúc đúc thành tiên thể nữa cướp đoạt thế giới thụ từ đó tạo thành một cái hoàn toàn mới sinh linh đi ra đại khư này chính là đại khư chỗ thần kỳ để bản đế nhìn một chút ngươi có vài phần năng lực dạ huyền thần tình lạnh lùng trong nháy mắt kế tiếp dạ huyền hóa thành nhất đạo hắc hồng phá không đi gào thét xích lôi chuẩn đế gào thét không hề sợ hãi hai người trên không trung hung hăng đụng vào nhau đồn thiên địa trở nên run lên dường như muốn đem thiên địa đều cho đánh văng ra từng mảnh một tinh không mênh mông lăng không hiện lên đây một màn kia để cho luôn luôn ổn trọng chu dã đều thất thố không dám tin nói hủy diệt trong sáng thế mọi người đều biết đại hiền cảnh có được chính mình thế giới từ đó thu hoạch được cường đại hơn thế giới chi lực nhưng thế giới này là cần củng cố một khi phát sinh chiến đấu kịch liệt sẽ hủy diệt đi mà bây giờ dạ huyền cùng xích lôi chuẩn đế kích thứ nhất giống như muốn mở ra một tòa vũ trụ đến làm cho người rung động rầm 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 dạ huyền xuất thủ như long mỗi nhất kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy cũng chính là tại đại khư trong nếu là ở bên ngoài sớm đã là chấn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới như vậy chiến đấu nhất định phải ghi chép xuống đến từ hoa thiên phủ tà đạo hoa minh xuất ra một khối ảnh thạch suy nghĩ ghi chép xuống này một màn kinh người ầm nhưng sau một khắc hoa minh cũng là đột nhiên bay rớt ra ngoài thất khiếu chảy máu đã hôn mê tại chỗ, không muốn chết cút ngay xa một chút, dạ. Huyền lạnh lùng thanh âm tại mọi người bên tai khuấy động. Trường 1789, nhàn rỗi đi dạo. Không muốn chết cút ngay xa một chút, dạ. Huyền lạnh lùng thanh âm tại mọi người bên tai khuấy động, bài danh Huyền Hoàng bảng 18. Hoa Minh, vị này đến từ địa châu Hoa Thiên Phủ tuyệt thế yêu nghiệt tại chỗ trọng thương. Đã hôn mê tất cả mọi người bị dạ huyền thực lực cho chấn động đến nhất là trước bị dạ huyền đánh bay thiên xí tiểu bằng vương vô ý thức cái cổ co rụt lại có một chút sợ hãi hắn mặc dù tại huyền hoàng bảng ở trên áp hoa minh một đầu nhưng hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu dưới so sánh hắn mới phát hiện trước dạ huyền xuất thủ đã là muốn làm lưu tình kia gia hỏa chẳng lẽ đã là vô địch đại hiền hay sao thiên xí tiểu bằng vương bội cảm không hiểu có thể coi là như vậy vậy cũng không đúng hắn đối diện kia ra hỏa thế nhưng xích lôi chuẩn đế coi như thực lực không bằng năm đó đó cũng là chuẩn đế cấp bậc đại khư bên trong không có thiên đạo trấn áp dạ huyền dựa vào cái gì cùng một cái chuẩn đế đánh chẳng lẽ người này chân chính cảnh giới là chuẩn đế thiên xí tiểu bằng vương nghĩ tới đây đã là kinh hô thành tiếng là không có khả năng, hắn theo tu luyện đến nay, bất quá thời gian 3, 4 năm. Tu đến đại hiền cảnh, có thể dùng thiên phú dị bẩm đến giải thích. Đi lên nữa tự không khả năng, tử vi thánh tử từ từ mở miệng, lời vừa nói ra. Ngược lại đánh vỡ thiên sĩ tiểu bằng vương kiến giải, dù sao tử vi thánh tử cùng dạ huyền giống. Như đến từ Đạo Châu, lại nắm giữ tử vi đấu sổ, có thể là lời nói này để tại trận toàn bộ thiên kiêu lần nữa cảm thấy khó có thể tin, hắn mới tu luyện 3 4 năm. Đến từ thần châu thủy tiên thánh nữ ngẩn người, bọn họ lúc trước tại Vô Tẫn Hải liền gặp được. Dạ Huyền khi đó không biết Dạ Huyền thân phận, nhưng là biết Dạ Huyền cường đại, hiện nay biết Dạ Huyền thân phận. Cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng hôm nay biết Dạ Huyền tu luyện bất quá mới 3 4 năm. Mọi người an vị không ngừng, ngắn như vậy thời gian tu luyện là làm sao có thực lực như vậy, đừng xem huyền hoàng bảng trên gia hỏa đều là thế hệ tuổi trẻ. Tuyệt thế yêu nghiệt nhưng ít nhất đều tu luyện vài chục năm, thậm chí trên trăm năm. Mặc dù như thế, như vậy thiên tư đặt vào chư thiên vạn giới. Vậy cũng là kinh khủng nhất một nhóm, có thể cùng dạ huyền vừa so sánh, bọn họ mới phát hiện. Bản thân cái gọi là vô thượng thiên phú. Hoàn toàn chính là chó má, không có chút nào so sánh có thể nói, trong lúc nhất thời không ít người đều là bị đà kích không nhẹ ủ rũ kia ra hòa trong đám người muốn nói khí sắc khó coi nhất chỉ có thiên tuyệt thánh tử hắn năm đó thế nhưng cùng dạ huyền mẫu thân đồng lứa hôm nay vẫn còn không tranh hơn dạ huyền đáng giá cái từ này là năm đó không có trận kia ước chiến trước dạ huyền mẫu thân khương dạ chính là huyền hoàng bảng đệ tam chữ đế thôi thiên tuyệt thánh tử ánh mắt u ám thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía thế giới thụ lúc này dạ huyền cùng xích lôi chuẩn đế đại chiến thôn thiên cấp cùng đại khư ma đằng cũng bị chấn áp không người đụng chạm thế giới thụ thiên tuyệt thánh tử không nói hai lời bay thẳng hướng thế giới thụ chuẩn bị thừa cơ cướp đoạt nhiều hơn thế giới thụ chi lực mà cùng thiên tuyệt thánh tử ôm đồng dạng ý nghĩ còn có vũ hóa huyền nữ đám người cho là một đám thiên kiêu không hẹn mà cùng chạy đi thế giới thụ mượn cơ hội này liên tục đột phá cảnh giới. Mà lúc này, dạ huyền đã cùng xích lôi chuẩn đế giết đến đại khư ngoài bầu trời. Hai người mỗi một lần đối oanh, đều tựa như khai thiên tích địa từng cái vũ trụ mênh mông tại hai người trong lúc giao thủ tạo. Thành, ngay sau đó lại nhanh chóng tiêu tan. Chỉ vì đại khư cấm kỵ chi lực quá mức đáng sợ. Trực tiếp trần áp tình huống như vậy phát sinh, sa mạc thông thiên tháp, đồ sơn trần sớm liền hoàn thành dạ huyền mệnh lệnh, thông qua thông thiên tháp tiếp đón thần quang. Tiến vào đại khư ngoài bầu trời, đi tới đại khư ngoài bầu trời trong nháy mắt. Đồ Sơn Trần liền thấy trước đây chẳng bao giờ thấy qua thế giới, trong nháy mắt. Đồ Sơn Trần liền cảm ngộ đến rất nhiều đại đạo cơ hội, không có chút gì do dự. Đồ Sơn Trần lập tức bắt đầu ở ngoài bầu trời ngộ đạo, không biết qua bao lâu. Đồ Sơn Trần thình lình cảm thụ được hai cổ lực lượng đáng sợ đang không ngừng trùng kích khiến cho hắn không thể không mở hai mắt ra khi thấy kinh khủng kia một màn lúc đồ sơn trần há to mồm không dám tin tưởng dạ đế xuất hiện tại đồ sơn trần trong tầm mắt người không là người khác đúng là dạ huyền cùng xích lôi chuẩn đế dạ huyền cùng xích lôi chuẩn đế cũng phát hiện đồ sơn trần chỗ nữa nghe đồ sơn trần nói sau xích lôi chuẩn đế trong nháy mắt quay đầu thẳng đến đồ sơn trần đi đồ sơn trần tức khắc rợn cả tóc gáy một loại tử vong nguy cơ bao phủ nữa trong lòng không sợ lúc này dạ huyền thanh âm tại đồ sơn trần trong lòng vang lên mượn cổ lực lượng này vây khốn hắn tiếng nói vang lên thời điểm đồ sơn trần tức khắc cảm giác được một cổ khó có thể hình dung lực lượng quỷ dị quấn quanh toàn thân để cho hắn có loại dễ say khiến cảm giác tốt lực lượng quỷ dị đang nắm giữ cổ lực lượng này trong nháy mắt đồ sơn trần trong lòng sinh ra một loại cảm giác hắn có thể diệt sát thế gian vạn vật sinh linh nhưng đồ sơn trần không có quên lại dạ huyền phân phó nhìn đánh tới chớp nhoáng xích lôi chuẩn đế đồ sơn trần hừ lạnh một tiếng ầm trong sát na đồ sơn trần phía sau tung bay chín cái phần đuôi nhưng lần này cửu vĩ cũng không nữa khiết bạch vô hạ với lại tràn đầy hắc ám lực lượng quỷ dị cửu vĩ như chín cái thiên trụ vậy bay ra, đầu tiên là phóng lên cao. Theo sau theo phương vị khác nhau rơi xuống, đem xích lôi chuẩn đế vây ở chính giữa. rầm dầm dầm, bị nhốt lại sau, xích lôi chuẩn đế tả sung hữu đột. Muốn man lực đột phá vòng vây nhưng không được. Mà cùng lúc đó, dạ huyền lặng yên không một tiếng động hàng lâm. Treo trên bầu trời quan sát giống như gần như diệt tuyệt dã thú xích lôi chuẩn đế như có điều suy nghĩ làm ta buộc nó hiện thân sau nó liền rất là gấp gáp dường như muốn mau sớm giết chết ta cướp đi hắc chúc dạ huyền hí mắt đánh giá xích lôi chuẩn đế trong lòng từ từ rõ ràng nhìn lại người so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu a à, dạ huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đoàn màu đỏ tươi như máu giống như hồng liên hỏa diễm lăng không hiện lên đi đi dạ huyền khẽ ngâm khẽ, hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Phá không đi, dọc theo xích lôi chuẩn đế mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất mà cũng không ức. Chế xích lôi chuẩn đế hành vi, ngược lại để cho xích lôi chuẩn đế càng cuồng bạo. Cả người hắc sắc cấm kỵ chi lực biến ảo thành tất cả thú kinh khủng, xông về dạ huyền. Có đại sạt thôn thiên cáp, thánh hỏa kỳ lân, đại địa mang yêu cùng. Toàn bộ đều là đại khư bên trong cái thế mãnh thú dạ huyền một tay phụ sau, một tay vỗ nhẹ bên hông đại tuyết dưỡng kiếm hồ, hưu. Một tiếng, một kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Quá hà tốt xuất khiếu, rất nhiều cái thế mãnh thú. Toàn bộ bị một phân thành hai, lại lần nữa hóa thành hắc sắc cấm kỵ chi lực sau. Trên không trung đi dạo một vòng, lại trở về xích lôi chuẩn đế trên thân, a à. Lúc này, xích lôi chuẩn đế cũng là xuất hiện vấn đề lớn ôm đầu gào thét những thứ kia cấm kỵ chi lực không cách nào tiếp cận. Chỉ có thể vây quanh ở bên cạnh chuyển, dạ huyền thấy thế, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ánh mắt bình tĩnh, sẽ cho ngươi tới điểm thuốc mạnh, dạ. Huyền tay phải trống không xuất hiện, một cái chiếc hộp màu đen lăng không hiện lên. Tản mát ra cổ xưa, khí tức quỷ dị, hồn hạp. Rắc rắc một tiếng, hồn hạp đột nhiên mở ra, một cổ kinh khủng tuyệt luân lực thôn phệ đột. Nhiên Bạo Phát muốn thôn phệ xích lôi chuẩn đế. Chương 1790, vô địch dạ huyền. Âm, kèm theo hồn hạp xuất hiện. Một cổ kinh khủng tiệt luân lực thôn phệ đột nhiên bạo phát, lúc này đang ở dãy ruộng trong xích lôi chuẩn đế, tức khắc cứng ở tại chỗ, sau một khắc. Xích lôi chuẩn đế lần nữa gào thét liên tục, mắt Trần có thể thấy. Nhất đạo hắc sắc thần quang theo hắn đỉnh đầu chỗ bay ra, hướng hồn hạp bay đi, hưu hồn hạp mở ra đem đến hắc sắc huyền quang trực tiếp cắn nuốt hết ngay sau đó xích lôi chuẩn đế bốn phía cấm kỵ chi lực liên tục tán đi xích lôi chuẩn đế khôi phục trước trạng thái cả người lôi đình quấn quanh bất đồng duy nhất là hắn cực sợ hãi phảng phất gặp phải đến thế gian rất kẻ địch đáng sợ dạ huyền thấy thế đem hồn hạp cho khép lại như vậy xích lôi chuẩn đế mới thở pháo hắn ngẩng đầu nhìn dạ huyền, trong con ngươi hiện lên từng đạo tinh mang sau, chắp tay nói. Cảm ơn tiểu hữu dạ huyền cười nhạt một tiếng nói, nhìn lại bị dằn vặt không nhẹ, xích. Lôi chuẩn đế cười khổ nói, ba chục triệu năm. Mà thôi, theo. Sơ nhập đại khư tìm kiếm đại đế cơ hội, rồi đến bị nhốt đại khư, bỏ mình nơi đây. Sau lại bị đại khư cấm kỵ chi lực nhiễm phải, giữa hai cái liên tục tranh đấu. Bị dằn vặt sơ sơ ba chục triệu năm cho đến hôm nay xích lôi chuẩn đế mới có loại đẩy ra vân vụ thấy trời xanh thoải mái cảm dạ sơ sơ ba chục triệu năm rốt cục có thể lấy hơi có tính toán gì không dạ huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn xích lôi chuẩn đế khóe miệng lại ngậm lấy vui vẻ xích lôi chuẩn đế lắc lắc đầu nói bản tọa cơ thể từ lúc ba mươi triệu năm trước liền đã chết đi còn sót lại thần hồn phiêu đãng chỉ hy vọng có thể đi ra đại khư trọng tố thân xác ồ dạ Huyền cười một chút, nói như vậy, ngươi không có ý định đoạt xá ta, lời. Vừa nói ra, xích lôi chuẩn đế ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút âm lãnh sát cơ. Thoáng qua liền mất, xích lôi chuẩn đế cười nói, tiểu hữu nói giỡn, bất kể như thế nào. Người đều là bản tọa ân nhân cứu mạng, bản tọa sao làm loại này vong ân phụ nghĩa việc, dạ. Huyền vui vẻ càng sâu, thật sao? Xích lôi chuẩn đế cười rất chân thành, đương nhiên, dạ. Huyền Thu lại vui vẻ, vất tay nói, vậy thì nói một chút đi, xích. Lôi chuẩn đế ngẩn người một chút, tiểu hữu là muốn biết cái gì, dạ. Huyền hơi khép con mắt, người cứ nói đi, mặc. Dù xích lôi chuẩn đế là bị thao túng, nhưng đại khư cấm kỵ chi lực tạo ra ý thức. Này đây xích lôi chuẩn đế làm vật trung gian, sở dĩ giữa hai cái hết thảy đều là chung. Xích lôi chuẩn đế biết này sau lưng toàn bộ, đồng dạng đại khư cấm kỵ chi lực cũng biết xích lôi chuẩn đế toàn bộ bằng không chỉ lấy đại khư cấm kỵ chi lực về điểm này ý thức như thế nào hoàn thành trận này bày bố điểm này tại cùng xích lôi chuẩn đế sau khi giao thủ dạ huyền đã rất rõ ràng tiểu hữu là muốn biết quái vật kia sự tình chứ xích lôi chuẩn đế thấy không thể gạt được chỉ có thể nhắm mắt nói nói thật bản tọa đều không còn nghĩ đến cái quái vật này sẽ sinh ra tại trong cơ thể ta. Còn mượn bản tọa lực lượng tới bầy bố, hoàn hảo tiểu hữu tổ chức đây hết thảy. Bằng không hậu quả khó mà lường được, dạ. Huyền lộ ra một chút không nhịn được, nói, được nếu không muốn nói tỉ mỉ. Ta tự mình tới, xích lôi chuẩn đế con mắt hít một cái, bốn phía lôi đình nổ lên. Tiểu hữu này là không tin bản tọa, dạ. Huyền lạnh lùng nói, cơ hội đã đã cho một lần chỉ đổ thừa chính ngươi không nắm chắc ở đang khi nói chuyện vô địch đế hồn đột nhiên phô triển ra một cái kinh khủng đế ảnh hiện lên sau lưng dạ huyền đồng thời nguyên bản quấn quanh ở dạ huyền trên thân bất diệt huyền kính thình lình quấn quanh đến đế ảnh trên thân cũng là vào giờ khác này xích lôi chuẩn đế ra đầu nổ tung khó có thể tin nhìn dạ huyền thất thanh kêu lên là ngươi bất tử dạ đế, xích lôi chuẩn đế một chữ một cái, nói xong đã toát ra mồ hôi lạnh. Khí sắc trắng bạch không gì sánh được. 30 triệu năm trước, hắn vào ra đại khư trong, một lần kia. Vào đại khư đều là thời đại kia rất cường giả tối đỉnh. Chỉ chuẩn đế đều có không dưới 10 vị, khi đó. Thiên mệnh chi tranh còn chưa kết thúc, toàn bộ vào đại khư chuẩn đế. Đều là dành một chút đại đế, mà ở vào đại khư sau hắn chính mắt thấy được ba vị chuẩn đế vây công một vị quái vật kinh khủng quái vật kia là một hình người sinh linh cả người quấn vòng quanh một cổ lực lượng quỷ dị sở dĩ sẽ dẫn tới ba vị chuẩn đế vây công là bởi vì quái vật này nhận được một cái thiên địa đạo chủng như thế nào thiên địa đạo chủng đó là trong thiên địa tự nhiên sinh ra đại đạo hạt giống một khi lớn lên liền có thể đi ra đại đạo quả thực phàm nhân ăn cũng có thể đắc đạo trường sinh tu sĩ ăn có thể chạm đến thiên mệnh coi như không có đi ra đại đạo quả thực tự lấy đại đạo hạt giống cảm ngộ giống như có thể cảm ngộ thiên mệnh đây đối với chuẩn đế cảnh mà nói tuyệt đối là cao nhất tài nguyên xích lôi chuẩn đế lúc đó thấy sau cũng nội tâm nồng nhiệt suy nghĩ muốn không nên ra tay bởi vì ba vị chuẩn đế chính là vào đại khư thập đại chuẩn đế trong mạnh nhất ba vị không sai kế tiếp xích lôi chuẩn đế thấy kinh khủng một màn cả đời đều không thể quên mất chỉ thấy quái vật kia giơ tay lên chỉ một cái ba vị chuẩn đế trực tiếp hóa thành cho tàn trần linh đều bị nghiền diệt chết không thể chết lại xích lôi chuẩn đế trực tiếp dọa phát sợ cho tới sau này đồng hành vị kia chuẩn đế mới nói vị này quái vật cùng trong truyền thuyết bất tử dạ đế rất giống nhau xích lôi chuẩn đế tại khi đó, liền đem bất tử dạ đế danh tự này ghi ở trong lòng, hạ quyết tâm. Khi không có thành đế trước, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc người này, có thể xích lôi. Chuẩn đế làm sao cũng không có nghĩ đến, mình bị khốn đại khư trong ba chục triệu năm. Hiện nay thật vất vả thoát khốn, dĩ nhiên gặp phải bất tử dạ đế. Người nhận ra ta, dạ huyền ngược lại có một chút ngoài ý muốn, tại hắn trong trí nhớ cùng này xích lôi chuẩn đế cũng không có bất kỳ ảnh hưởng đến mới đúng, xích lôi chuẩn đế hoàng. Hốt vội nói, xin thỉnh dạ đế thứ tội, tại hạ nhất định biết gì nói nấy, dạ. Huyền cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, chậm cơ. Hội đã đã cho, mặc kệ người này có nhận hay không cho hắn. Hắn đều quyết định đến đây diệt sát ở trước đó. Dạ Huyền cần siêu hồn một phen, lý do an toàn. Để ngừa này sau lưng còn có người nào, không, dạ đế tại hạ nguyện làm ngươi ra sức châu ngựa xin thỉnh dạ đế hạ thủ lưu tình xích lôi chuẩn đế triệt để hoàng liên tục cầu xin tha thứ hắn biết qua dạ huyền đáng sợ đừng nói là hiện tại chỉ có thần hồn hắn coi như trạng thái đỉnh cao nhất hắn đối mặt bất tử dạ đế đó cũng là không có chút nào dãy giụa có thể nói chắc chắn phải chết dạ huyền không để ý tới nữa vô địch đế hồn cường thế giá lâm xích lôi chuẩn đế sâu trong lên hồn xích lôi chuẩn đế thực lực tuy là rất mạnh nhưng đi qua ba chục triệu năm dằn vặt thần hồn từ lâu vô cùng suy yếu lúc trước đang tràng lúc bất quá là mượn đại khư cấm kỵ chi lực thôi đối mặt dạ huyền ngày càng viên mãn vô địch đế hôn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào chỗ trống rất nhanh dạ huyền liền công phá xích lôi chuẩn đế phòng tuyến bắt đầu siêu hồn lần này siêu hồn ước chừng kéo dài bảy ngày thời gian khi dạ huyền mở mắt sau xích lôi chuẩn đế đã là hấp hối, dạ huyền giơ tay lên chỉ một cái. Yên diệt xuống xích lôi chuẩn đế thần hồn, thì ra là thế. Dạ huyền khẽ tự nói, trong con ngươi lóe ra một đạo tinh măng, lần này đại biến sau. Đế lộ sẽ sớm hàng lâm. mươi 1791, đế lộ tin tức. Tại xích lôi chuẩn đế trong linh hồn, dạ huyền thấy không ít bí mật, những bí mật này. Tự nhiên không phải tới từ xích lôi chuẩn đế mà là đến từ cái kia mượn xích lôi chuẩn đế linh hồn sinh ra đại khư cấm kỵ chi lực, năm đó. Xích lôi chuẩn đế tại đại khư trong thân xác ngã xuống, may mắn thần hồn cường đại. Tại thời khắc mấu chốt thoát khỏi thân xác, có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng mà tại đây đại khư trong. Xích lôi chuẩn đế thử qua rất nhiều phương pháp, lại lần nữa đắp nạn thân xác. Nhưng đều thất bại, bao gồm tiến vào thế giới của mình trong tiến hành tạm thời tị nạn, có thể thân xác sau khi ngã xuống. Xích lôi chuẩn đế mở tòa kia thế giới, cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nếu như xích lôi chuẩn đế tại huyền hoàng đại thế giới trong, tìm được một cái an toàn nơi bế quan, thì cũng chẳng có gì, có thể xích lôi chuẩn đế vị trí địa phương. Chính là đại khư A, ở tòa này cấm địa trong, xích lôi chuẩn đế khai sáng thế giới. Mười phần nguy hiểm, sở dĩ xích lôi chuẩn đế thường cách một đoạn thời gian liền muốn theo tòa kia thế giới đi tới sau đó tìm kiếm an toàn vị trí về phần tại sao không ly khai khi đó xích lôi chuẩn đế đã không có cách nào ly khai đại khư bị vây ở chỗ này mặt lạc đường trong quá trình xích lôi chuẩn đế cố gắng mượn thế giới của mình tạo ra sinh linh tới đắp nạn thân xác có thể mỗi khi hắn đang muốn tiến hành thời điểm sẽ lọt vào đại khư cấm kỵ chi lực quấy nhiễu lâu ngày xích lôi chuẩn đế thần hồn thụ đến đại khư cấm kỵ chi lực ảnh hưởng tại năm tháng trong xích lôi chuẩn đế bị càng ngày càng nhiều cấm kỵ chi lực quấn quanh vài lần suýt nữa triệt để ngã xuống nhưng hắn bằng vào ngoan cường ý chí gắng gượng qua tới có thể theo tới chính là cái này đại khư cấm kỵ chi lực mượn hắn thần hồn đản sinh ra ý thức cùng hắn tranh đoạt trưởng khống quyền trong quá trình này song phương lẫn nhau dây dưa mỗi cái cũng biết mỗi cái bí mật đại khư cấm kỵ chi lực có xích lôi chuẩn đế linh trí. Mà xích lôi chuẩn đế cũng mượn đại khư cấm kỵ chi lực. Biết đại khư không ít bí mật đều như vậy. Xích lôi chuẩn đế lấy một loại quỷ dị phương thức sống sót, sống ba chục triệu năm, sau Cũng không biết là xích lôi chuẩn đế vẫn là đại khư cấm kỵ chi lực. Hai cái tựa hồ cũng có một mục tiêu, mượn tiên bảo hắc trúc, đắp nạn hoàn mỹ tiên thể. Đi ra đại khư, chứng được đại đế, dường như hai người đều có cái ý thức này. Nhưng tìm kiếm rất lâu, đều không có tìm được cái gọi là tiên bảo, xích lôi chuẩn đế dần dần. Thất thủ, bị đại khư cấm kỵ chi lực chiếm chủ động, sau cùng. Đại khư cấm kỵ chi lực hóa thành xích lôi chuẩn đế, bởi nó ý thức là đại khư cấm kỵ chi lực. Tạo ra, nó tự nhiên thì có khả năng cảm nhận đến đại khư biến hóa. Nó biết đại khư sẽ mở ra, cho là sớm bày bố mượn xích lôi chuẩn đế trong đầu những ký ức ấy, thiết lập chuẩn đế truyền thừa. Đồng thời đem tiên bảo tin tức khắc tại trên thẻ ngọc. Lưu cho người đến sau, mà cái người đến sau. Đúng là Vũ Hóa Huyền nữ, Vũ Hóa Huyền nữ nhận được truyền thừa. Sau đó mượn trên thẻ ngọc tin tức, hấp dẫn toàn bộ Huyền Hoàng bảng trên thiên kiêu đến đây. Đưa tới tiên bảo hắc trúc, sau đó cướp đoạt đây xích lôi chuẩn đế bầy bố, nhưng mà xích lôi chuẩn đế cũng không nghĩ tới, tại đại khư trong. Còn có dấu một gốc cây trong truyền thuyết thế giới thụ. Tiên bảo không xuất hiện, thế giới thụ ngược lại dẫn đầu xuất hiện, mà. Cũng chính là trước chuyện phát sinh, bất quá xích lôi chuẩn đế càng muốn cướp đoạt tiên bảo. Đúc thành tiên thể, đi ra đại khư, bởi vì nó nhận ra được bên ngoài thiên địa biến hóa. Thiên đạo trấn áp, đế lộ không hiện tại quá khứ niên đại. Đế lộ là luôn luôn tồn tại, nhưng mà tại lúc đó, đế lộ không hiện thiên đạo trấn áp. Là thật là mạt pháp thời đại, bất quá tình huống như vậy đã tại thần tốc biến hóa. Đế lộ muốn lại lần nữa hàng lâm, với lại sẽ tại thiên đạo trấn áp kết thúc trước liền hiện ra. Lần này đại khư mở ra, nhiều hơn là một loại dấu hiệu, điểm này. Không ai có thể so sánh lôi chuẩn đế rõ ràng hơn, dạ huyền tại siêu hồn sau. Đem hết thảy đều giải khai thấu triệt chẳng trách người này nghĩ như vậy muốn một cái tiên thể, một. Khi đúc thành tiên thể, lại thêm hắn bản thân liền là chuẩn đế chi cảnh. Coi như đi bên ngoài, thiên đạo trấn áp cũng có thể phát huy ra vô địch đại hiền lực lượng. Đến lúc đó nữa leo lên đế lộ, thật có đạt đến điểm kết thúc tiềm chất, dạ. Huyền trong lòng thầm nhũ. Này đáng tiếc tưởng tượng ra là Mỹ hảo tiên bảo hắc trúc chính là dạ huyền vật trong bàn tay. Sao lại tiện nghi một cái nho nhỏ xích lôi chuẩn đế, mặt khác coi như leo lên đế lộ thì như thế nào đi tới điểm kết thúc lại có thể thế nào cái này có nghĩa là có thể trở thành là đại đế hoàn toàn là lời nói vô căn cứ dạ huyền đã sớm đem đế lộ cho thăm dò rõ cái gọi là đế lộ chỉ là một cái thiên địa sơ khai liền luôn luôn tồn tại mãi mãi đại đạo ở phía trên ẩn chứa vô cùng tận đại đạo cơ duyên ở phía trên có thể càng có thiện cảm biết thiên mệnh chỗ mà thành đế cùng thiên mệnh là móc nối, tại đế lộ đi càng xa. Càng có thể rõ ràng nhận thức thiên mệnh, chính vì vậy. Mới có đế lộ cái từ này, có thể coi là đi tới điểm kết thúc. Cũng không có nghĩa là có khả năng chịu tải thiên mệnh, thành tựu đại đế, từ cổ trí kim. Rất nhiều đi qua đế lộ cái thế cường giả, cuối cùng cả đời. Cũng bất quá là chuẩn đế chi cảnh, thì giống như 30 triệu năm trước. Xích lôi chuẩn đế bọn họ thời đại kia. Lúc đó có chừng 10 vị chuẩn đế sinh ra, bọn họ đều đi tới đế lộ điểm kết thúc. Nhưng tại sao không có ai thành đế, bởi vì không ai có thể chịu tải thiên mệnh mà chịu tải. Thiên mệnh cũng không phải là đế lộ có thể giúp cho, đi đế lộ. Chỉ là có thể càng gần gũi đại đế, mà không phải là trở thành đại đế, rất nhiều người. Thật đều tính sai điểm này, đây cũng là vì sao Dạ Huyền đối với Huyền Hoàng bảng người trên. Xưng là chữ đế cười nhạt nguyên nhân. Nào có cái gì chữ đế à, coi như là đạt đến chuẩn đế chi cảnh. Cũng không dám nói là chữ đế, chớ nói chi là một cái nhỏ tiểu huyền hoàng bảng, từ đầu tới đuôi. Dạ huyền sẽ không để ở trong lòng, huyền hoàng đại thế giới. Chỉ là thập giới một trong thôi, trừ cái đó ra, còn có thương cổ đại thế giới. U quỷ đại thế giới, tây thiên đại thế giới, thiên ma đại thế giới, vạn yêu đại thế giới. Vân sơn đại thập giới, thiên cương đại thế giới, ngũ hành đại thế giới vô cực đại thế giới cửu giới, mà thập giới cũng bất quá là chư thiên vạn giới trong mười. Thôi, chư thiên vạn giới trong, có mênh mông ba nghìn đại thế giới, đừng nói là mỗi một tòa đại. Thế giới, chính là bên trong tiểu thế giới. Đều có thiên địa sinh thành các loại bảng danh sách đây, tựa như u quỷ đại thế giới u quỷ bảng. Tương tự như vậy sao cái đạo lý, như vậy chư thiên vạn giới trong. Lại có bao nhiêu chữ đế, cực kỳ buồn cười, nói trắng ra, chữ đế nói là pháp bất quá là tại cho trên mặt mình thiếp vàng, vạn cổ năm tháng rằng giặc thành đế người. Chẳng lẽ một thời đại đỉnh phong, thành đế đường? Chưa từng thản đồ, cho dù chín vạn năm trước xong đế, tại chưa thành đế trước. Cũng có rất nhiều địch thủ, mà coi như thành đế thì như thế nào, không? Biết lần này đế lộ sớm hàng lâm. Sẽ để cho bao nhiêu ẩn giấu trong năm tháng lão vương bát mở mắt ân đây, dạ. Huyền khóe miệng hơi vảnh lên, ánh mắt thanh minh, phất tay. Đồ Sơn Trần Cửu Vĩ trên cấm kỵ chi lực tán đi, cầm cố tháo ra, "Ngươi." Tiếp tục tại này cảm ngộ, ly khai lúc ta sẽ gọi ngươi." Dạ." Huyền để lại một câu nói sau, liền giết trở lại thế giới thụ. Chương 1792, này lấy đạo thể, sắc lệnh chư thiên. Vô tận cấm kỵ chi lực chi lực, dường như vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán không thấy thực tế nhưng vẫn tồn tại, nơi đây là đại khư, loại này cấm kỵ chi lực sẽ luôn luôn tồn tại, trừ phi. Đại khư hủy diệt, đại khư xem như tiên cổ kỷ nguyên liền tồn tại cổ xưa cấm địa. Dễ nhận thấy không tồn tại bị hủy diệt, năm xưa đấu thiên thần vực cùng cổ tiên giới chỗ bày ra. Có một không hai chi chiến, cũng không từng để cho này tòa cấm địa biến mất. Đích thực không ngờ còn có cái gì lực lượng có thể hủy diệt đại khư, sau nửa canh giờ dạ huyền lại lần nữa hàng lâm đến thế giới thụ vị trí chỗ, 7 ngày thời gian trôi qua. Tất cả người tựa hồ cũng biến mất nhưng hơi chút cảm ứng một phen. Thì biết rõ toàn bộ tiến vào thế giới thụ trong lá cây, điên cuồng hấp thu thế giới chi lực. Gắng đặt tới tiến hơn một bước, dạ huyền xa xa liếc mắt nhìn. Thôn thiên cáp đã thoát khỏi cấm kỵ chi lực trấn áp. Không biết chạy trốn tới nơi nào, đại khư ma đằng ngược lại vẫn còn ở ăn mòn thế giới thụ, mà dù bây giờ không có bất kỳ lực lượng nào tới ngăn trở đại khư ma đằng. Nhưng chẳng biết tại sao, đại khư ma đằng ăn mòn tốc độ. Càng ngày càng chậm chậm, thế giới thụ khi làm ra phản ứng, dạ huyền một cái liền nhìn ra tình. Hình chỗ, cũng đúng, dù sao cũng là thế giới thụ, ẩn chứa vô cùng tận lực lượng. Tại gặp phải đến nguy cơ thời điểm. Sao thúc thủ chịu trói đây, còn như trước tại sao không có phản ứng dạ huyền nhiều hơn là cho rằng thế giới thụ cũng không cảm thấy nguy hiểm dù sao trước chiến đấu thật thủy chung duy trì ở một cái điểm thăng bằng lên nhưng mà hiện tại bất đồng thôn thiên cáp cũng tốt huyết hải đại xa cũng được cũng hoặc là sơn mạch hóa long những thứ này đều đã rời khỏi cạnh tranh chỉ còn dư lại đại khư ma đằng như trước liên tục ăn mòn thế giới thụ không có ai ngăn cản đại Khư ma đằng dưới tình huống, thế giới thụ một cách tự nhiên sẽ làm ra phản ứng, dạ huyền phất. Tay một cái, vô tận cấm kỵ chi lực lần nữa hiện lên. Trong nháy mắt xông về trên thế giới thụ đại khư ma đằng, trong sát na. Bám vào trên thế giới thụ đại khư ma đằng, toàn bộ bị chấn thành hắc vụ. Sau đó từ từ tán đi, trên thế giới thụ tản mát ra vũ trụ mênh mông vậy tinh huy. Xua tan cổ lực lượng kia, đồng thời cũng ở đây xua tan lấy dạ huyền cấm kỵ chi lực thế giới thụ đối với dạ huyền nám giữ lực lượng cũng hết sức chống cự nhìn lại thu lấy thế giới thụ không có nhẹ nhõm như vậy ầm ầm cùng lúc đó thế giới thụ dường như muốn lần nữa phóng thích thần uy kinh khủng thế giới chi lực tẩy rửa toàn bộ mênh mông đại khư nhưng lần này đại khư cũng không tê tê heo trên trời cao vô biên vô hạn mây đen bao phủ tới làm cho toàn bộ đại khư lộ ra hắc ám thêm u ám từng cổ một khí tức quỷ dị đang không ngừng từ dưới đất bốc lên nhất là tại đại khư chỗ sâu đen như mực đang hướng về nơi đây liên tục bao trùm tới tất cả mọi thứ đều bị hắc ám bao phủ lại liên đới thế giới thụ chỗ thả ra ngoài vô tận thế giới chi lực mênh mông tinh huy ở đó vô biên vô hạn mặt tối trước căn bản không có thể một kích nháy mắt liền bị nuốt mất, đại khư muốn quan bế, dạ. Huyền con mắt khẽ híp một cái, cảm thấy một chút gấp gáp, huyền hoàng cửu đại cấm địa. Mỗi một tòa cấm địa mở ra thời gian đều là không thể biết trước, đại khư từ lâu mở ra mấy tháng. Thời gian, hiện nay đột nhiên có liên quan bế hiện ra. Cũng không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, nhưng đối với dạ huyền mà nói. Lại không phải tin tức tốt gì, nếu là ở hắc ám hàng lâm trước hắn không cách nào đem thế giới thụ cho lấy đi vậy cũng chỉ có thể để cho một lần đại khư mở ra lúc trở lại có thể huyền hoàng cửu đại cấm địa mỗi một tòa cấm địa mở ra thời gian đều là không cách nào biết trước tiếp theo không biết còn phải chờ dài hơn tuế nguyệt dạ huyền không phải suy nghĩ dễ dàng buông tha dạ huyền một cái thuấn di đáp xuống mặt hắc sắc trên đất khắp nơi trụi lủi thảm thực vật sớm bị trước đại chiến cho tiêu diệt xuống may mắn mặt đất ngược lại không có lọt vào phá hoại, dù sao nơi này là đại khư, Dạ Huyền tay phải năm ngón tay mở ra. Ấn trên mặt đất, đồng thời nói thể mở ra. Lần này, Dạ Huyền không có bất kỳ áp chế ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, Vô Tẫn Hải tình hình xuất hiện lần nữa, Thiên Đạo trấn áp một người. Nhưng lúc này, Dạ Huyền đã sớm không sợ, với lại tại đây đại khư bên trong. Có cấm kỵ chi lực có thể đối kháng Thiên Đạo trấn áp căn bản không sợ thiên khung trên mây đen, nhanh chóng chuyển thành màu đỏ tươi. Từng đạo kiếp lôi bên trong hòa hợp mang theo cho vô tận cảm giác áp bách rất nhanh. Đại khư cấm kỵ chi lực tự động hiện lên. Đem kiếp vân kia cho đánh tan xuống, đây đại khư cùng thiên đạo trấn áp một loại đối kháng mà. Dạ huyền, muốn chính là cái này hiệu quả. Mà đồng thời, dạ huyền đạo thể. Cưỡng ép tiến vào giai đoạn đại thành, dạ huyền ánh mắt ác liệt, sau một khắc dạ huyền cả người hiện ra từng đạo quỷ dị hắc sắc đạo văn tự liền dạ huyền trên gương mặt ánh mắt trong cũng khắp nơi đều thấy dạ huyền nhìn qua phẳng phất nhập ma quái vật vù vù nhất đạo hắc sắc huyền quang hiện lên ở dạ huyền bên ngoài thân ầm ngay sau đó đạo kia hắc sắc huyền quang lấy dạ huyền làm tâm điểm chợt khuếch tán ra cơ hồ là trong chớp mắt liền bao phủ phương viên ức vạn dạm dạ huyền thân ảnh bay đến không trung, đạp không mà đứng, một đầu tóc đen mãnh liệt. Giống như cái thế ma thần, này, dạ huyền mang theo cho người ta áp lực. Thậm chí so đế ảnh còn muốn đáng sợ, một đôi mắt đen như mực, như vạn cổ đêm tối, lúc này. Dạ huyền chậm rãi mở miệng, ta là dạ huyền, nay lấy đạo thể, sắc lệnh chư thiên, dầm. Dầm dầm, tiếng nói rơi xuống, như xa cổ thiên đình cái thế thiên đế. Miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy? ở đó đạo hắc sắc huyền quang bao phủ ức vạn dặm phương viên. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kinh khủng đạo văn, đạo văn đầy trời. Tạo thành vô cùng trật tự thần liên. Dường như muốn đem này tòa thiên địa cho khóa lại, dạ huyền xa xa chỉ một cái, vô tận trật tự. Thần liên, toàn bộ sông về thế giới thụ, trong nháy mắt. Trật tự thần liên cùng thế giới thụ thế giới chi lực phát sinh đụng chạm kịch liệt vùng hư không đó đều liên tục sợ run, một lát sau, chật tự thần liên phá vỡ thế giới chi lực. Quấn chặt lấy thế giới thụ thân chính, thế giới thụ bị định cách tại chỗ, ủng ủng, đúng lúc. Này, phía dưới mặt đất, thình lình là xé ra nhất đạo thật lớn lỗ hỏng. Phẳng phất một tòa thung lũng, ngay sau đó, ở đó thung lũng trong. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt lao ra, uyển như là cỗ sao chổi, rầm 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 đạo thân ảnh kia liên tục đụng vào trật tự thần liên trên, thần liên không đoạn. Nhưng đạo thân ảnh này cũng là thất tha thất thểu, vô cùng chật vật, ấy ra ra nha. Người này trong miệng còn phát ra quái khiếu, dường như rất là khó chịu, tiểu càn khôn, dạ. Huyền hơi hơi liếc mắt, thấy đạo thân ảnh kia sau, thần sắc có chút cổ quái, rốt cục. Đạo thân ảnh kia cuối cùng định trụ thân hình. Đúng là càn khôn lão tổ, bất quá lúc này càn khôn lão tổ, hết sức chật vật chán nản, thấy dạ huyền sau, càn khôn lão tổ tức khắc vui vẻ, chốc lát lại là trầm mặt nói. Chủ nhân, lão nô bị một cái gia hòa tập kích, chủ nhân chớ hoảng sợ. Lão nô lập tức bắt kia gia hòa, nói xong. Càn khôn lão tổ lần nữa xông về tòa kia thung lũng, mà đồng thời, thung lũng trong. Sinh ra một hắc sắc đại thủ, hắc sắc đại thủ chỉ có ba ngón tay, khi thấy cái tay này trong. Nháy mắt, dạ huyền liếm liếm hơi lộ ra khô giáo đôi môi trong con ngươi một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất kia ra hỏa cũng đi ra sao. mươi 1793, Đồ Sơn Nghĩa. Người này cũng đi ra sao, thấy cái tay kia trong nháy mắt. Dạ huyền liếm liếm hơi lộ ra khô giáo đôi môi. Trong con người một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá tạm thời. Dạ huyền cũng không có xuất thủ ý tứ kia ra hỏa tuy là cũng rất đáng sợ, nhưng còn không đến mức uy hiếp được tiểu càn khôn tính mệnh vừa vặn. Hắn cũng cần tiểu càn khôn lực lượng tới ngăn chặn kia ra hòa. Để tránh khỏi tới phá hoại hắn tính toán, cẩu vật trở lại lúc. Này, càn khôn lão tổ tuy là rất là chật vật. Nhưng tinh khí thần lại một chút cũng bị chịu ảnh hưởng, long tinh hổ mãnh. Mắng to một tiếng sau, lập tức lại là xông về bàn tay lớn kia, rầm 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 một trận cao nhất quyết đấu, lần nữa bày ra, đại địa bị xé ra từng đạo nứt ra. Vô cùng kinh khủng, cũng chính là tại đây đại khư trong cấm kỵ chi lực siêu nhiên. Đã là trên diện rộng hạn chế hai người hủy diệt chi lực, bằng không nói. Sớm đã là long trời lở đất, ầm, cũng không lâu lắm, hai người lại giết tới sâu trong lòng đất. Không nghe thấy tiếng động, mà đây cũng chính là dạ huyền muốn miễn cho đến quấy giày hắn, hiu hiu hiu, ngay tại lúc dạ huyền suy nghĩ mượn vô tận cấm kỵ. Chỉ lực thu lấy thế giới thụ thời điểm, nguyên bản bị dọn sạch xuống đại khư ma đằng. Dĩ nhiên lần nữa hiện lên, với lại lần này, càng thêm khủng bố, chẳng những như vậy. Ở đó tối như mực, vặn vẹo bất kham rất nhiều đại khư ma đằng trung tâm. Tồn tại hai đợt huyết sắc mặt trời mọc xuyên thấu qua vô tận hắc vụ dường như muốn đem không trung trật tự thần liên cho đánh gãy hướng dạ huyền nhìn tới quả nhiên là ngươi dạ huyền hừ lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lùng chấm sai đợt huyết sắc thái dương đã là xác định đại khư ma đằng tổ căn tới cũng khó trách trước có thể đem huyết hải đại xa cùng sơn mạch hóa long đều đánh bay tự liền thôn thiên cáp đều không địch đại khư ma đằng tổ căn đại khư trong đáng sợ nhất ngoại tộc một trong cũng vậy lấy đại khư ma đằng ưa thích thôn vệ tính tình thấy thế giới thụ cùng tiên bảo làm sao sẽ bỏ qua hả lúc này dạ huyền chân mày cau lại chỉ thấy vô tận đại khư ma đằng trong thình lình tồn tại một đầu khác sinh linh nổi lên hạt tía tô cùng vô tận đại khư ma đằng vũ động đem một đầu thật lớn sinh linh đẩy ra đó là một đầu cửu vĩ hồ chỉ bất của hắn trên thân lông đã không còn trói mắt xinh đẹp lộ ra khô bại như cùng người đi tới tuổi già nó cả người quấn vòng quanh đại khư ma đằng tự liền phía sau chín cái đuôi trên cũng bị vô tận đại khư ma đằng bao trùm gào thét cửu vĩ hồ phát ra gầm nhẹ một tiếng hư không chấn động kịch liệt không ngớt trong bóng tối cặp kia tinh hồng con ngươi tràn đầy bạo lệ cùng sát cơ đây chính là một đầu cắn người khác mãnh thú dạ huyền hơi khép con mắt trong con ngươi hiện lên một chút ác liệt sát cơ đồ sơn nghĩa dạ huyền thở khẽ ba chữ, nói ra này cửu vĩ hồ lai lịch, đây chính là tại một vạn năm trước. Theo Thanh Khâu Sơn đi vào đại khư đời trước Thanh Khâu Hồ Vương Đồ Sơn Nghĩa. Cũng chính là Đồ Sơn Trần Thái Gia Gia, mà giờ khắc này. Đồ Sơn Nghĩa nơi nào còn có nhất đại Thanh Khâu Hồ Vương hình dạng, hoàn toàn trở thành một đầu. dã thú, thậm chí so với Thanh Loan. Đại địa Ma Nghiêu cũng còn không bằng, dạ huyền ánh mắt lướt qua Đồ Sơn Nghĩa rơi vào càng phía sau, cặp kia giống như huyết sắc thái dương vậy trong mắt, hắn biết rõ. Đây hết thảy tuyệt đối là đại khư ma đằng làm nên. Đồ Sơn Nghĩa cả người tinh khí đã bị hút hết, mà hiện nay Đồ Sơn Nghĩa bất quá là bị đại khư ma đằng chỗ thao túng một cái khôi lỗi thôi, nhìn. Lại, ta ngươi hôm nay còn có một chiến, dạ. Huyền Thu hồi ánh mắt, khẽ phun một ngụm trọc khí chậm rãi nói đại khư ma đằng dĩ nhiên là không có quá nhiều linh trí nó chỉ sẽ tuân theo bản năng hành sự ầm sau một khắc bị đại khư ma đằng chỗ thao túng đồ sơn nghĩa trong nháy mắt phá toái hư không giống như nhất đạo tia chớp màu đen hoành không tới phía sau cửu vĩ đồng thời quăng phía trước mũi nhọn như chín chuôi thật lớn phi kiếm phóng tới tại mũi nhọn chỗ còn có rất nhiều đại khư ma đằng đang vặn vẹo vũ động lợi hại như đao trong nháy mắt cửu vĩ liên đới đại khư ma đang tới đông đủ. Đồng thời vọt tới dạ huyền lồng ngực phía trước dường như muốn đem dạ huyền xuyên thấu. Đồng, liền trong khoảnh khắc đó, một tiếng kinh khủng vang dội truyền đến, chỉ thấy dạ huyền trước. Người xương mù hỗn độn lượn lờ kích khởi từng cơn sóng gợn mà ở xương mù hỗn độn trong. Một cái cả người kim quang bao phủ đế thi, như ẩn như hiện, cửu vĩ lực lượng. Toàn bộ đều đánh vào đế thi trên ngực dĩ nhiên không có rung động đế thi mảy may, thậm chí ngược lại đem đại khư ma đằng toàn bộ cho. Chấn vỡ, đồ sơn nghĩa cửu vĩ rơi vào đế thi lồng ngực. Bắn lên trận trận hòa tinh, sau một khắc đế thi động. Một đôi kim quang trói mắt đại thủ theo xương mù hỗn độn trong lộ ra. Cầm đồ sơn nghĩa cửu vĩ, ngay sau đó phóng lên cao. Trên không trung đem đồ sơn nghĩa vũ động lên, ầm trong nháy mắt xoay tròn hơn vạn vòng theo sau đột nhiên buông tay đem đồ sơn nghĩa đưa vào đại khư ngoài bầu trời trên trời cao đen như mực tầng mây bị xuyên thủng một cái thật lớn vân lỗ thủng không thấy đồ sơn nghĩa thân ảnh ngay sau đó đế thi vị trí nổ tung một đám mây sương mù đế thi dọc theo thật lớn vân lỗ thủng phá không đi muốn cùng đồ sơn nghĩa trở lại một trận đọ sức song phương giao thủ nháy mắt kết thúc không chung không ít trật tự thần liên bị căng đứt nhưng có đế trận cùng dạ huyền duy trì trật tự thần liên trong nháy mắt liền khôi phục lại gào thét trong hư không truyền đến một tiếng rít vậy gào thét kinh khủng sóng âm theo đại khư ma đằng tổ căn chỗ ấy truyền đến rung động hư không làm cho thiên địa thất sắc rầm 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 rất nhiều trật tự thần liên căng đứt bị giam cầm thế giới thụ nhìn thấy tự do có thể qua trong giây lát chi chít đại khư ma đằng cũng đã là lần nữa quấn lên thế giới thụ đánh gãy trật tự thần liên cũng không phải là giải cứu thế giới thụ mà là cướp đoạt thế giới thụ dạ huyền thấy thế cũng không có lại đi duy trì trật tự thần liên lúc này chỉ có đem đại khư ma đằng tổ căn giải quyết hết mới có thể cướp đoạt thế giới thụ bằng không hết thảy đều là nói suông dù sao dạ huyền không có cách nào trực tiếp đem thế giới thụ cho thu lấy, có thể giải quyết đại khư ma đằng tổ căn, đừng nói là hiện tại dạ huyền. Tự liền năm đó thời kỳ toàn thịnh dạ huyền, đều cơ bản không làm được bởi vì đại khư ma đằng luôn luôn tồn tại ở đại khư trong. Tồn tại đại khư cấm kỵ chi lực che chở, mặc dù dạ huyền hiện tại cũng có thể làm được điểm này. Nhưng lại chỉ có thể cam đoan song phương đều đứng ở thế bất bại, đánh tiếp. Là không phân được thắng bại, nhớ tới ở đây, dạ huyền híp híp mắt đối càn khôn lão tổ truyền âm nói tiểu càn khôn đem cái tên kia dẫn tới đại khư ma đằng tổ căn chỗ ấy đang ở sâu trong lòng đất cùng một cái quái vật chiến đấu càn khôn lão tổ nghe vậy lập tức bắt đầu hành động cẩu vật tới a à, càn khôn lão tổ tức giận mắng một tiếng sau trực tiếp chạy ra men theo đại khư ma đằng tổ căn vị trí chui tới sau lưng càn khôn lão tổ cái kia hắc sắc đại thủ ba ngón tay dò tới chỗ đi qua Đại địa liên tục xé rách tới, mà trên mặt đất cũng là không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Thậm chí lộ ra cực kỳ an tĩnh, thấy Dạ Huyền không có xuất thủ. Đại Khư Ma đằng đối Dạ Huyền dường như cũng không có hứng thú. Chuyên Tâm thu lấy thế giới thụ, tại chốc lát yên lặng sau ầm. Tại Đại Khư Ma đằng tổ căn vị trí chỗ, đại địa đột nhiên xé rách đến. Đại Khư Ma đằng tổ căn trong nháy mắt hạ xuống, nó phát ra tiếng rít vậy gào thét ẩn chứa vô tận tức giận cùng sát cơ. Chương 1794, thu lấy thế giới thụ. Gào thét, đại khư ma đằng tổ căn triệt để tức giận, nó đang toàn lực thu lấy thế giới thụ. Không nghĩ tới tổ sao lại bị người đào, càn khôn lão tổ đáp dạ huyền phân phó. Mang theo đầu kia quái vật vào tới đại khư ma đằng tổ căn sở tại địa phương. Càn khôn lão tổ mặc dù không cách nào phá vỡ tổ sao, nhưng phía sau đầu kia quái vật. Cái kia chỉ có ba ngón tay đại thủ, lại có tê thiên liệt địa kinh khủng chi uy, trong phút chốc, đại khư ma đằng tổ căn tổ sao Liền triệt để bị xé ra, trong nháy mắt, vô cùng tận đại khư ma đằng, đen như mực. Giống như một từng cái dao long, gầm thét ra. Vọt thẳng hướng càn khôn lão tổ cùng bàn tay lớn kia ta cái quỷ quỷ, xong con nghe càn. Khôn lão tổ sắc mặt tái nhợt, muốn trốn. Lại phát hiện bốn phương tám hướng hư không đều đã hủy hoại xuống thậm chí ngay cả thời gian đều rơi vào trong hỗn loạn chủ nhân càn khôn lão tổ quát to một tiếng cái chán tỏa ra mồ hôi lạnh ngươi kêu cái rắm ngươi vừa không có tinh huyết dạ huyền thanh âm tại càn khôn lão tổ trong đầu vang lên càn khôn lão tổ nghe vậy vừa nghĩ đúng nga à, lão tổ ta cũng không phải là người sợ cái rắm ầm sau đó giống như giao long đại khư ma đằng trong nháy mắt liền đem càn khôn lão tổ cho quấn chặt lấy dùng sức cắn nuốt đừng nuốt ngươi nuốt không được lão tổ ta càn khôn lão tổ không chút nào hoảng cười trêu nói đại khư ma đằng tổ căn mục tiêu cũng không ở càn khôn lão tổ trên thân nhiều hơn đại khư ma đằng hóa thành dao long ra biển hướng ba ngón tay đại thủ quấn quanh đi trong sát na bàn tay to kia trực tiếp bị vô số đại khư ma đằng cho quấn chặt lấy nữa cũng không nhìn thấy nửa điểm cái bóng, nhưng này cũng triệt để làm tức giận đại thủ chủ. Nhân, kèm theo một tiếng không giống tiếng người ùm um bỏ o kêu vang lên. Chấn thiên động địa, ngay sau đó, ở phía xa mênh mông sơn mạch. Dưới đất giống như bị một đầu đất nghiêu cuồn cuộn đồng dạng, trực tiếp bị mở ra. Ức vạn dặm đại địa, phẳng phất bị trực tiếp giếng bay. Giống như sóng lớn một dạng, cuồn cuộn tới đại khư ngoài bầu trời hướng đại khư ma đằng tổ căn phương hướng hung hăng ném tới. Đi, thấy, một màn kia, dạ huyền cũng không có nhàn rỗi. Lại lần nữa đem chặt tự thần liên quấn quanh ở trên thế giới thụ. Sau đó toàn lực vận chuyển đạo thể cùng đế trận. Ken kết ken kết, thế giới thụ bị dạ huyền cứng rắn theo vùng hư không đó trong cho rút. Trong sát na, vùng hư không đó trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Tản mát ra hỗn loạn thế giới chi lực, Dạ Huyền lấy bàng bạc mênh mông cấm kỵ chi lực. Cứng rắn đem thế giới thụ chuyển rời đến phương xa xuyên trời trên cự phong, chỗ ấy. Đại xà chiếm giữ tại xuyên trời cự phong lên, mà theo Dạ Huyền mang theo thế giới thụ hàng lâm. Hiển hóa bản thể, hóa thành một mảnh huyết hải, dường như cảm ứng được thế giới thụ đến. Huyết hải lần nữa sôi trào, sóng lớn ngập trời, nhiều đóa bọt sóng trong hiện ra từng tôn cổ xưa cường giả vậy cũng là quá khứ mỗi cái thời đại bị huyết hải thôn phệ cường giả tuyệt thế huyết hải trong lại lần nữa cuốn lên một cái đại xà mở ra miệng to như chậu máu muốn đem dạ huyền cùng thế giới thụ đều nuốt mất xuống ầm ầm nhưng mà khi đón nhận thế giới thụ vô biên vô hạn hệ dễ lúc đại xà mới phát hiện mình miệng quá nhỏ căn bản nuốt không nổi trực tiếp bị hung hăng đập trở lại huyết hải trong liên đới bọt sóng trên rất nhiều cổ xưa cường già. Toàn bộ bị thế giới thụ cho yên diệt xuống, kinh khủng như vậy. Bàng bạc huyết hải, trong nháy mắt bị thế giới thụ cho lấp đầy, lâm vào yên lặng ở giữa, con. Chưa đi sao, dạ huyền ổn định thế giới thụ sau, con mắt hít một cái. lẩm bẩm, dạ huyền vung tay lên, ấm. Trong nháy mắt liền tạo thành một cổ bàng bạc cấm kỵ chi lực. Đột nhiên lao ra, chỉ thấy huyết hải ở ngoài thôn thiên cát chính lặng yên không một tiếng động mở ra miệng rộng. Muốn đem huyết hải cùng thế giới thụ, dạ huyền toàn bộ nuốt trọn. Cấm kỵ chi lực bay ra, nhưng không có đánh phía thôn thiên cáp tại đến gần thời điểm. Cấm kỵ chi lực phảng phất có linh một dạng. Trên không trung biến ảo thành từng cái trật tự thần liên. Quấn quanh ở thôn thiên cáp trên thân, theo sau đột nhiên lôi kéo, ầm. Thôn thiên cáp trực tiếp bị kéo đến huyết hải trong, xuất hiện tại thế giới thụ dưới. Dạ Huyền bên cạnh theo cấm kỵ chi lực thoải mái. Thôn Thiên Cáp liên tục thu nhỏ lại, sau một lát. Thân hình thu nhỏ lại đến cao bằng một người, cả người đen kịt, phát ra oa tiếng kêu một. Cái hai đều là lòng tham không đáy. Dạ Huyền hừ nhẹ một tiếng, kéo lấy trật tự thần liên. Đem Thôn Thiên Cáp trực tiếp ném tới thế giới thụ trên lá cây, nguyên vốn còn muốn nuốt trọn. Thế giới thụ Thôn Thiên Cáp rơi xuống trên lá cây trong nháy mắt biến phải nhỏ bé như hạt bụi. Cũng không còn cách nào thôn phệ thế giới thụ, cái này giả âm bức. Rốt cục không có cách nào nữa âm người, cùng lúc đó. Càn khôn lão tổ thừa dịp loạn phá vỡ đại khư ma đằng trói buộc. Xông tới trên mặt đất ta, mới. Vừa xông tới trên mặt đất, liền thấy một mảnh đen kịt tập trung nhìn vào. Vậy hắn nương lại là toàn bộ đại khư mặt đất bị giếng bay chính hướng đại khư ma đằng tổ căn ném tới, thiên địa vô cực càn khôn hữu pháp càn. Khôn lão tổ bàn chân trên không trung dẫm một cái, đồng thời một tay kết ấn, hưu. Thoáng cái, càn khôn lão tổ liền tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa. Đã là đi tới một bên khác, quan sát phía dưới, đó là tối như mực một mảnh, quả nhiên. Toàn bộ đại khư mặt đất đều bị san bằng. Toàn bộ đại khư, cũng chỉ có đầu kia quái vật có thể làm được khoa trương như vậy tình trạng càn khôn lão tổ nhắm vào huyết hải vị trí bước ra một bước gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trong nháy mắt liền hàng lâm đến dạ huyền bên cạnh cười hắc hắc mà nói chủ nhân xong làm rất tốt dạ huyền khẽ vuốt càm nói làm sao bây giờ càn khôn lão tổ hỏi thay ta hộ pháp ta muốn thu lấy thế giới thụ dạ huyền nói đồ chơi này người thu càn khôn lão tổ nháy mắt mấy cái dạ huyền ánh mắt rơi vào càn khôn lão tổ trên thân càn khôn lão tổ nụ cười trên mặt tức khắc cứng đờ khoát tay lia lịa nói đừng a à chủ nhân đồ chơi này lớn như vậy sẽ đem lão nô chết no dạ huyền ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt nói đừng nét vẽ càn khôn lão tổ vẻ mặt đau khổ nói chủ nhân ngươi cái tên lừa gạt ngươi không phải nói lão nô cho ngươi hộ pháp sao dạ huyền nhếch miệng lên ngươi bày ra bản thể, không phải có thể tốt hơn làm hộ pháp cho ta sao càn Khôn lão tổ than thở, nhưng cũng không có nét vẽ. Trực tiếp hóa ra bản thể, đúng là một cái cổ xưa càn khôn hồ, tại càn khôn lão tổ bên trong. Ẩn chứa một tòa vô lượng đại thế giới, càn khôn tự thành. Có thể dung nạp thế gian vạn vật, cũng là số lượng không nhiều lắm. Có khả năng trực tiếp thu lấy thế giới thụ đồ vật, đại ca đây làm gì vậy, càn. Khôn lão tổ hóa ra bản thể, hắc y tiểu nữ đồng rớt xuống, bởi vậy thức tỉnh nàng xoa xoa lờ mờ mắt buồn ngủ nói lầm bầm bất quá khi nàng nhìn thấy vô cùng to lớn thế giới thụ đang bị dạ huyền từng điểm từng điểm chen vào càn khôn lão tổ bình miệng lúc nàng trợn mắt há hốc mồm mà nói chủ nhân đừng bỏ vào đại ca cũng bị bỏ vào bạo ngươi mới chịu bị bỏ vào bạo ngươi có thể câm miệng đi càn khôn lão tổ tức giận nói hắc y tiểu nữ đồng che miệng cười trộm nói chủ nhân Người dùng sức bỏ vào đi, đại ca đánh rắm mà không có. Trường 1795, Ngoại tộc chi chiến. Nói đại khư toàn bộ đất đều thần bí kia quái vật dưới sự thao túng. Đập về phía đại khư ma đằng tổ căn vị trí chỗ, trong sát na, hủy thiên diệt địa, rất nhiều đại. Khư ma đằng bị vùi lấp tại yên lặng sau một lát thổ nhưỡng xé ra từng đạo lỗ hổng. Ngay sau đó lại là quần ma loạn vũ vậy đại khư ma đằng nhô ra, cắn người khác ầm sau một khắc một hắc ám đại thủ nhô ra trực tiếp là một bản níu lại một mảng lớn đại khư ma đăng nhổ tận gốc ùng ùng đại địa đang không ngừng xé rách bàn tay lớn kia càng lúc càng lớn ba ngón tay giống như cây cột trống trời tiếng rít vậy gào thét vang lên lần nữa đó là đại khư ma đằng tổ căn đang nổi giận bộc phát ra hủy diệt ba động bàn tay to kia chủ nhân lại không bị ảnh hưởng chút nào nhưng ngay sau đó đại khư ma đằng tổ căn vị trí chỗ bộc phát ra vô tận năng lượng đem vùng đất kia trực tiếp yên diệt xuống đại khư ma đằng tổ căn bại lộ tại trong tầm mắt đen như mực giống như một tòa khổng lồ cái cọc gỗ tồn tại một đôi màu đỏ tươi như huyết dương vậy con mắt rất nhiều đại khư ma đằng chính là từ kia thụ cái cọc vậy tổ căn ở trên diễn sinh ra đến cũng như từng cái hắc sắc giao long khi đại khư ma đằng tổ căn xuất hiện Đại khư trời dường như đen hơn, mà ở đại khư chỗ sâu. Hắc ám tập kích đã tại kéo dài, không bao lâu nữa, cái chỗ này cũng sẽ bị bóng tối bao trùm. Đến lúc đó hết thảy đều đem rơi vào yên lặng ở giữa ầm. Đại khư ma đằng tổ căn hiện thế sau, nhắm thẳng vào bàn tay lớn kia chủ nhân, vô tận đại khư ma đằng phá không đi. Tại trong hư không phát ra tiếng rít tiếng xé gió, truyền vang ức vạn dặm, rầm 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 rất nhiều đại khư ma đằng như thiên long đụng đất. Hung hăng đụng vào bàn tay lớn kia bên cạnh đại địa trên. Đem nơi đó đại địa toàn bộ đâm đến lún, chỗ ấy. Trong nháy mắt tạo thành một tòa đất sụt ba vạn thước kinh khủng lồ lớn. Cái kia hắc sắc đại thủ, lại giống như kinh thiên trụ một dạng, dâng trào bất diệt. Tam chỉ cầm rất nhiều đại khư ma đằng, lấy quyền chỉ trời. Một lát sau, hắc sắc đại thủ động, lay động ở giữa đại địa lần nữa bị xé nứt mở từng đạo thật lớn lỗ hổng, đại thủ lùi về dưới đất, ngay sau đó. Nứt ra liên tục mở rộng, phẳng phất một tòa vực sâu tại mở ra, ngay sau đó. Một cái lớn vô cùng bóng đen, đang từ dưới vực sâu. Chậm rãi bốc lên, đại khư ma đằng tổ căn khi nhìn đến bóng đen kia nhô ra thời điểm. Tức giận càng sâu, tiếng rít liên tục. Bị vỡ nát đại khư ma đằng, toàn bộ khôi phục trong nháy mắt tạo thành một mảnh vô biên vô hạn ma đằng chi hải bao phủ cái bóng đen kia nhưng mà này y nguyên không cách nào ngăn trở bóng đen xuất hiện bóng đen tại không ngừng lên cao đại khư ma đằng bao trùm vị trí cũng bởi vậy cùng phảng phất một tòa thái cổ cự nhạc vậy mang cho người ta vô tận cảm giác áp bách đột nhiên đại khư ma đằng toàn bộ chấm dứt nhúc nhích theo sau đột nhiên nổ nát vụn hóa thành ma vụ cho dù ma đằng tổ căn thi triển lực lượng đều không thể trước tiên đem khôi phục ma vụ bao phủ trong thấy như tháp sắt bóng người sáu đạo thần quang theo trong hắc vụ đột nhiên xuyên ra nhắm thẳng vào đại khư ma đằng tổ căn đại khư ma đằng tổ căn trên thân ma đằng ngưng luyện thành rất nhiều mãnh thú hóa thành thú triều trên không trung hướng sáu đạo thần quang phóng đi ầm ầm hai cái đụng vào nhau bộc phát ra chấn thiên động địa nổ nhưng chàng diện cũng là nghiêng về một bên, sáu đạo thần quang cũng như tiến vào trong thiên quân vạn mã chiến thần một dạng. Trực tiếp cứng rắn đem đối phương chiến trận tạc mở. Hướng vô cùng, ầm, sáu đạo thần quang bài trừ toàn bộ rơi vào đại khư ma đằng tổ căn trên thân. Trong sát na, vô lượng thần quang chợt nổi lên. Dường như muốn xua tan đại khư hắc ám, đại khư ma đằng tổ căn cũng bị bao phủ bên trong, này. Kinh thiên nhất chiến, dường như đến đây kết thúc, có thể yên lặng cũng không lâu lắm liền nghe được đại khư ma đằng tổ căn tiếng rít vậy gào thét ngay sau đó. Vô cùng vô tận đại khư ma đằng uyển như thủy triều mãnh liệt ra. Trong nháy mắt lần át vô lượng thần quang, liên đới lấy bốn phương tám hướng hết thảy đều phảng phất hóa thành đại khư ma đằng. Toàn bộ dâng tới đạo kia thân ảnh khổng lồ ầm. Nhưng cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia đưa tay phải ra, ba ngón tay trong. Nắm lấy một thanh hắc sắc cái sẻng, không biết là vật gì chế tạo thành tản mát ra khí tức âm lãnh hắc sắc cái sẻng tại đây thần bí quái vật trong tay vũ động lên đem đại khư ma đằng toàn bộ trận một trận có một không hai chi chiến vẫn còn tiếp tục mà giờ này khác này dạ huyền bằng vào càn khôn lão tổ bản thể đem thế giới thụ từng điểm từng điểm nhét vào giai đoạn cuối cùng đã không cần dạ huyền nữa xuất thủ càn khôn lão tổ thì có khả năng hoàn thành càn khôn lão tổ cũng hướng dạ huyền cam đoan hoàn thành nhiệm vụ để cho dạ huyền nghỉ ngơi đi dạ huyền thật cũng không lời thừa để cho đả thần thạch nhìn càn khôn lão tổ một thân một mình đi ra huyết hải đi xem chừng trận kia kinh thiên đại chiến xa xa nhìn này hai tôn đại khư trong tiệt thế hung vật quyết đấu dạ huyền có một chút cảm khái cái tên kia hắn đã qua thật lâu chưa thấy năm đó từng có nhất chiến so với đại khư ma đằng tổ căn đến còn khó dây dưa hơn nhất là thanh kia âm minh giếng để cho dạ huyền nghĩ đến tứ đại minh trước trong bối thi nhân, rất nhiều bối thi nhân đều có đào. Mộ bản lĩnh, thuận tay mang theo một cái sẻng, nhưng người này cũng không phải cái gì bối thi. Nhân, mà là một đầu chân chính hung vật, một mực đại khư trong. Cùng đại khư ma đằng tổ căn đồng dạng. Đều là đại khư đáng sợ nhất ngoại tộc một trong, người này luôn thân mang nhất kiện rộng lớn. Hắc sắc áo tang thậm chí ngay cả đầu đều bao lại, thân hình như cự linh tộc một dạng đồ sộ không gì sánh được nó không có miệng mũi nhưng lại có sáu con mắt tay chỉ còn dư lại một thiên sinh tam chỉ ban đầu vấp phải thời điểm dạ huyền từng cho rằng người này là bị người chém tới một tay còn lại cánh tay phải cũng bị chém tới hai ngón tay nhưng ở trong lúc giao thủ dạ huyền mới biết người này thiên sinh cũng chỉ có tam chỉ là dạ huyền chưa từng thấy qua sinh linh bất quá dạ huyền có thể khẳng định đây tuyệt không phải là đấu thiên thần vực người trên thân không có nửa điểm lực lượng bản nguyên nó quanh năm ngủ say tại phía dưới mặt đất coi như xuất thủ cũng chỉ là cánh tay phải xuất thủ tựa như trước cùng càn khôn lão tổ chiến đấu bản thân thật chẳng bao giờ thức tỉnh càn khôn lão tổ thụ đến dạ huyền sai sử đưa nó cánh tay hấp dẫn đến đại khư ma đằng tổ căn vị trí dẫn tới đại khư ma đằng tổ căn tức giận đồng thời đưa nó cho đánh thức qua đến, cho là liền có như vậy nhất chiến, trận chiến này không? Nhất định có thể phân ra thắng bại, bởi vì thực lực không kém nhiều, và lại. Hai cái cũng có vô tận đại khư cấm kỵ chi lực gia trì, nhìn sau một hồi. Dạ huyền liền bước lên trời, phá không đi. Đi tới đại khư ngoài bầu trời, đế thi cùng đồ sơn nghĩa chiến đấu. Còn đang tiến hành, đồ sơn nghĩa chính là thanh khâu già hồ vương, sống sót mấy triệu năm. Tại 30 triệu năm trước liền cùng Dạ Huyền quen biết, thực lực có thể so với Chân Long. Có Hồ Tiên huyết mạch cũng là hiện nay phía trên trừ bất quy cầu xuống tiểu cửu ở ngoài một. Vị duy nhất có nguyên chất Hồ Tiên huyết mạch hồ tộc nhưng ở đại khư trong. Đồ Sơn Nghĩa bị đại khư ma đằng tổ căn để mắt tới, hiện nay đã bị ma đằng tổ căn cho thao túng. Đế thi thực lực vốn là không cách nào cùng Đồ Sơn Nghĩa chống lại. Nhưng trước Dạ Huyền mượn dùng thế giới thụ hệ dễ thế giới chi lực liên tục rèn luyện. Đem hoàn toàn thả ra ngoài, hiện nay cùng Đồ Sơn Nghĩa đánh là không phân thắng bại, nhưng nói, đến hai cái cũng không có bản thân ý thức. Chương 1796, người chết. Đây một trận không có chút ý nghĩa nào quyết đấu, đương nhiên, đối với Dạ Huyền đến nói. Lại có ý nghĩa, hắn có ý thức để cho đế thi liên tục đem Đồ Sơn Nghĩa trên thân đại khư ma đằng cho hủy diệt đến hiện tại, hẳn là kết quả, Dạ Huyền đi tới đại khư ngoài bầu trời, nhưng trước mắt một màn cũng là để cho Dạ Huyền ánh mắt trầm xuống, đế thi liên tục tại phá hủy đồ. Sơn nghĩa trên thân đại khư ma đằng, nhưng đại khư ma đằng lại vô bờ bến đồng dạng. Liên tục sinh trưởng ra, Dạ Huyền nhìn kỹ một phen. Liền phát hiện vấn đề chỗ ở, đại khư ma đằng lấy đồ sơn nghĩa bản thân là chất dinh dưỡng. Theo đồ sơn nghĩa bên trong mọc ra, như vậy thấy rõ tại bị đại khư ma đằng tổ căn cho vây khốn sau đồ sơn nghĩa cả người tinh huyết bị hút không sai biệt lắm nhưng đại khư ma đằng lại chưa có hoàn toàn giết chết đồ sơn nghĩa mà là đem đồ sơn nghĩa bồi dưỡng thành một cái thủ hạ đắc lực loại biến hóa này để cho dạ huyền thầm nghĩ đến rất nhiều đại khư ma đằng tổ căn dường như đã cùng trước có chút bất đồng nếu là lúc trước nó tuyệt đối không khả năng sẽ có loại này hành vi mà là trực tiếp đem đồ sơn nghĩa cho hút chết hiện nay đồ sơn nghĩa cơ bản đã trở thành đại khư ma đằng tổ căn một bộ phận ở trong người đã bị rất nhiều đại khư ma đằng bao trùm dạ huyền trầm mặc một lát sau đế hồn khẽ động hướng chỗ cực xa ngộ đạo đồ sơn trần truyền âm để cho chạy tới cũng không lâu lắm đồ sơn trần chạy tới dạ huyền bên cạnh dạ đế đồ sơn trần hướng dạ huyền thi lễ theo sau nhìn về phía chiến đấu chỗ thần sắc ngưng trọng nói cái đó là thái gia gia mặc dù lúc này đồ sơn nghĩa khí tức sớm đã hoàn toàn cải biến nhưng huyết mạch lực lượng để cho đồ sơn trần cảm giác được hắc hóa trạng thái sau cửu vĩ hồ tuyệt đối là hắn thái gia gia dạ huyền không nói gì hai tay mở ra lòng bàn tay đối diện nhau đột nhiên hợp lại ầm ầm trong sát na đại khư ngoài bầu trời hiện ra vô tận cấm kỵ chi lực tạo thành hắc sắc trật tự thần liên đem đồ sơn nghĩa cho khóa lại đồng thời đế thi đối đồ sơn nghĩa tiến hành áp chế gào thét đồ sơn nghĩa phát ra kinh thiên nộ hống nhưng ở trật tự thần liên trói buộc dưới căn bản không thể động đậy bên trong đại khư ma đằng cũng ở đây nhanh chóng biến mất theo đại khư ma đằng thần tốc biến mất đồ sơn nghĩa dần dần an tĩnh lại một tiếng lông bắt đầu biến trắng, hắc sắc giống như thủy triều cởi ra, có thể mặc dù như thế. Đồ sơn nghĩa cả người lông y nguyên lộ ra khô bại, thân hình gầy nhom. Căn bản không có tiên hồ ly khí chất, ngược lại như là một đầu sơn gian người già yếu vậy trốn. Hoang, thái ra ra. Thấy một màn kia, đồ sơn trần tim như bị đau cắt, viền mắt đỏ lên, tiểu trần. Đồ sơn nghĩa tầm mắt rủ xuống, nhưng cuối cùng có một tia sáng, hắn nhìn đồ sơn trần lộ ra vẻ mỉm cười, thái ra ra, ngươi sẽ không có chuyện gì, đồ. Sơn Trần bay đến đồ Sơn Nghĩa phía trước. Đưa tay liền muốn giúp đỡ đồ Sơn Nghĩa lực lượng khôi phục ấm. Nhưng trong nháy mắt, đồ Sơn Nghĩa bên trong liền có rất nhiều đại khư ma đằng nhô ra. Giống như phụ cốt chi thư, hướng đồ Sơn Trần quấn quanh mà tới, đồ Sơn Trần sầm mặt lại. Nói nhỏ, cút ngay, hắn pháp lực toàn khai đem những ma đằng đó chấn vỡ, nhưng đại khư ma đằng cũng không phải là đồ sơn trần có khả năng. Đối phó, coi như chấn vỡ thành phấn vụt, lại nhanh chóng khôi phục, may mắn có dạ huyền tại. Đem những thứ này đại khư ma đằng chế trụ, có lời gì nói nhanh một chút đi, dạ. Huyền thần sắc mờ nhạt, lạnh nhạt nói, lời nói này. Cũng là để cho đồ sơn trần khí sắc cứng đờ, hắn nghe ra mặt khác một tầng ý tư, chẳng lẽ nói. Thái ra ra, Đồ Sơn Trần nhìn suy yếu không gì sánh được Đồ Sơn Nghĩa. Trong mắt nổi lên nước mắt lưng tròng từ nhỏ đánh tới lớn. Thái Gia Gia ở trước mặt hắn mãi mãi cũng là vô địch đại danh từ. Không có bất kỳ khó khăn có thể đánh bại Thái Gia Gia, chỉ là hắn không hiểu. Vì sao mới qua hơn 9.000 năm thời gian, Thái Gia Gia liền già như vậy? Chấm than, Đồ Sơn Nghĩa hít sâu một hơi, trong mắt ánh sáng càng sâu, hắn nhìn lúc này tăng tôn ngừng tiếng nói tiểu trần không muốn rơi lệ ngươi là thanh khâu vương hồ tộc vương nam đó thái gia gia là làm sao dạy ngươi cũng đều quên đồ sơn nghĩa giọng điệu rất là nghiêm khắc đồ sơn trần nghe vậy cúi đầu nước mắt lại không trụ được đúng vậy hắn là thanh khâu vương có thể vậy thì thế nào hiện nay thấy tự mình thái gia gia thê thảm như thế bản thân nhưng cái gì cũng làm không được đồ sơn trần không trả lời đồ sơn nghĩa mà là quay đầu nhìn về phía dạ huyền, gần như cầu xin, dạ đế, mau cứu hắn, dạ. Huyền con mắt hơi khép, không nói gì, nếu là có thể cứu. Hắn cũng không còn như đem đồ sơn trần kêu đến, đem đồ sơn trần kêu đến rất ý tứ rõ ràng. Chính là để làm cáo biệt, còn như tại sao không dối gạt, sinh lão bệnh tử. Đây bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi. Cho dù đại đế cũng giống như vậy, đồ sơn trần hiện tại đã là hắn dạ huyền bộ hạ người. Nếu như liền điểm này phân biệt đau đều không chịu nổi, tương lai coi như leo lên đế lộ. Tiền đồ cũng liền như vậy, dạ huyền nhưng cho tới bây giờ không thu phế vật đồ sơn trần thấy. Thế, cũng hiểu dạ huyền ý tứ, mạnh như hắn nhẫn bi thương. Quay đầu nhìn về phía đồ sơn nghĩa, nói, thái ra ra, ngày năm đó giáo toàn bộ. Tiểu trần đều nhớ trong lòng, chẳng bao giờ quên mất đồ. Sơn nghĩa mỉm cười, vậy thì tốt, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi là thanh khâu vương hồ tộc vương đồ sơn nghĩa ngừng tiếng nói đồ sơn trần trọng trọng gật đầu ừ mặc dù như thế đồ sơn trần nước mắt lại không ngừng rơi xuống đồ sơn nghĩa khẽ vuốt cảm nhẹ giọng nói tiểu trần ngươi trước lui ra đi thái ra ra có chuyện gì nói với dạ đế được đồ sơn trần nhịn xuống bi thương lui ra có thể đến nơi xa đồ sơn trần lại gào khóc giống như ném đường hai tử đồng dạng cách được thật xa dạ huyền cùng đồ sơn nghĩa đều có thể nghe được để cho dạ đế chế diễu đồ sơn nghĩa nói với dạ huyền dạ huyền khẽ lắc đầu theo sau nhíu mày nhìn đồ sơn nghĩa người chết thành khâu sơn hướng về yêu giới tính toán chỉ sợ cũng không dễ làm đồ sơn nghĩa hô hấp có chút trầm trọng nghe vậy hắn cười khổ nói chuyện này đúng là thuộc hạ không xử lý tốt bất quá có tiểu trần tại đi yêu giới sự tình y nguyên không ảnh hưởng dù sao bên ngoài hiện nay thiên đạo trấn áp tồn tại dạ huyền lắc đầu nói người muốn nhiều thiên đạo trấn áp tối đa cũng liền thời gian năm sáu năm đến lúc đó đồ sơn trần lấy cái gì đi cùng những thứ kia yêu thánh chống lại đồ sơn nghĩa ngắm nhìn dạ huyền thình lình là cười một chút thuộc hạ giám khẳng định dạ đế tại yêu giới còn có khác hậu thủ dạ huyền thần sắc mờ nhạt không nhanh không chậm mà nói với ngươi không quan hệ đồ sơn nghĩa tức khắc á khẩu không trả lời được một lát sau đồ sơn nghĩa hít sâu một hơi mặt thản nhiên nhìn dạ huyền nói xin thỉnh dạ đế cho thuộc hạ một cái thống khoái dạ huyền cũng không nói lời nào nhẹ nhàng phất tay vô tận cấm kỵ chi lực dũng mãnh vào đồ sơn nghĩa bên trong trong nháy mắt đem sinh mệnh tan giả xuống nhất đại thanh khâu già hồ vương đến đây ngã xuống, trên thực tế, đồ sơn nghĩa cơ thể đã sớm mười đi tám chín. Lúc thường đều là đại khư ma đằng tại thao túng. Bản thân liền treo một mạch nhưng đúng là khẩu khí này có thể cho đại khư ma đằng mượn hắn. Phát huy lực lượng cường đại hơn, đồ sơn nghĩa đã sớm muốn chết, hiện nay xem như là được như. Nguyện, chương 1797, chúc hỏa phần ma. Đồ sơn nghĩa tại sao sẽ làm thành bộ dáng như vậy, coi như không có hỏi. Dạ Huyền cũng nhất thanh nhị sở, đại khư muốn mở ra, Thanh Khâu Sơn muốn thoát khỏi đại khư. Nhất định phải sớm bày bố, nhưng toàn bộ Thanh Khâu Sơn. Chỉ có Đồ Sơn Nghĩa một người có cái này năng lực, mà từ lúc 30 triệu năm trước. Thanh Khâu Sơn Hàng Lâm đại khư lúc, Đồ Sơn Nghĩa liền cùng Dạ Huyền từng có một trận mật đàm, chính là lập mưu lần này đại khư mở ra, để cho Thanh Khâu Sơn Hàng Lâm vạn yêu đại thế giới, nếu như Đồ Sơn Nghĩa có thể làm được. Điểm này, Dạ Huyền sẽ dựa theo hứa hẹn, giúp đỡ Thanh Khâu Hồ tộc tìm về Hồ Tiên huyết mạch như vậy. Thanh Khâu Sơn có thể ở yêu giới đặt chân, thậm chí là trùng kích yêu giới chi chủ tại 30 triệu năm trước. Dạ Huyền liền cùng Đồ Sơn Nghĩa liên thủ bày bố mà ở đại khư mở ra trước. Đồ Sơn Nghĩa chỉ cần đem bày bố tháo ra, liền có thể làm cho Thanh Khâu Sơn thoát khỏi đại khư hơn 9.000 năm trước đồ sơn nghĩa thoái vị cho trẻ tuổi đồ sơn trần một thân một mình đi ra thanh khâu sơn để lộ bầy bố nhưng đại khư hắc ám tập kích phi thường đáng sợ vẫn là đồ sơn nghĩa cũng không chịu nổi sở dĩ đồ sơn nghĩa suy nghĩ tháo ra sau thì trở lại thanh khâu sơn có thể đồ sơn nghĩa cũng là gặp phải đến đại khư ma đằng bị đại khư ma đằng tổ căn vây khốn song phương kịch chiến đồ sơn nghĩa đấy vào hắc ám tập kích cùng đại khư ma đằng tổ căn đại chiến cuối cùng bị chịu đựng chết đại khư ma đằng tổ căn thôn vệ đồ sơn nghĩa tinh huyết nhưng lúc này đại khư ma đằng tổ căn rõ ràng phát sinh biến hóa nào đó điều này làm cho chắc chắn phải chết đồ sơn nghĩa tiến vào sống không bằng chết giai đoạn mỗi lần đều cho đồ sơn nghĩa lưu một mạch liên tục hấp thu đồ sơn nghĩa lực lượng cho đến ngày nay Đồ Sơn Nghĩa sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Đồ Sơn Nghĩa cũng sớm có chết đi ý nghĩ. Hiện nay cuối cùng được như nguyện, chỉ là đối với kết quả này. Dạ huyền lại rất không hài lòng, Đồ Sơn Nghĩa để cho hắn phi thường thất vọng, hắn năm đó giúp. Đồ Sơn Nghĩa bước vào đế cảnh, tuy là chưa từng chịu tải thiên mệnh, nhưng là thật đế cảnh. Có thể so với chân long. Nhưng mà Đồ Sơn Nghĩa lại cũng không có làm gì, cứ như vậy không, bất quá đây hết thảy từ lúc bước vào đại khư trước liền có cái này dự liệu hắn vào đại khư trước tại sao đi thanh khâu sơn chính là đi tìm đồ sơn nghĩa thương nghị thanh khâu sơn hàng lâm yêu giới sự tình nhưng không có nhìn thấy đồ sơn nghĩa mà là nhìn thấy đồ sơn trần khi đó dạ huyền liền dự liệu được đồ sơn nghĩa đại khái theo là xảy ra chuyện mà ở vào đại khư sau dạ huyền sử dụng đồ sơn trần tinh huyết họa phụt tìm kiếm đồ sơn nghĩa thật là thấy đồ sơn nghĩa còn có một chút hy vọng sống bất quá tại vừa mới thấy đồ sơn nghĩa tình hình sau cơ bản sẽ không hy vọng đồ sơn nghĩa là hẳn phải chết bản thân liền bị hắc ám tập kích còn bị đại khư ma đằng móc sạch thao túng này có thể còn sống sót mới có quỷ nơi này là đại khư đáng chết thời điểm đại đế cũng phải chết coi như là hiện nay phía trên trên mặt nổi đáng sợ nhất song đế hàng lâm ở đây tại hắc ám hàng lâm đại khư trong cũng chỉ có mệt mỏi chạy trốn kết cục đây chính là cấm địa chỗ kinh khủng nếu hỏi cái này thế gian ai không sợ nhất cấm địa cũng chỉ có dạ huyền vị này cấm địa chi thần nếu như liền xong đế hàng lâm dạ huyền có thể dựa vào đế trận cùng cấm kỵ chi lực cùng với tới một trận đỉnh cao nhất chi chiến trên thực tế song đế thật trong lúc mơ hồ cũng biết dạ huyền loại khả năng này đây cũng là vì sao Huyền hoàng cửu cấm lục tục mở ra, rõ ràng không có thiên đạo trấn áp. Thiên vực bên kia cũng sẽ không phái người đến đây ám sát Dạ Huyền, bởi vì biết đây căn bản không thể thực hiện được, còn không bằng chờ đợi thiên đạo trấn áp kết thúc. Song đế đích thân tới, Dạ Huyền đem Đồ Sơn nghĩa chém giết, xóa đi bên trong đại khư ma đằng. Để cho Đồ Sơn Trần qua đến nhặt xác, cũng không để ý Đồ Sơn Trần như thế nào thương tâm dạ huyền xoa xoa chân mày kêu lên đế thi theo đại khư ngoài bầu trời trở lại đại khư trong giờ này khắc này đại chiến y nguyên vẫn còn tiếp tục cụt một tay sáu mát giống như bối thi nhân một dạng cổ lão quái vật cầm trong tay một bà âm minh giếng đánh đại khư ma đằng tổ căn gào thét liên tục dạ huyền huyền phu tại không trung nhìn một màn kia ánh mắt lạnh lùng hắn đang suy tư có biện pháp gì có thể để cho đại khư ma đằng tổ căn khó chịu một phen tuy là đồ sơn nghĩa đã chết nhưng bất kể nói thế nào đó cũng là hắn dạ huyền thủ hạ không hiểu hay là chết ở chỗ này dạ huyền nhiều ít vẫn là có chút khó chịu càng nghĩ tự liền lúc trước bộ kia quái vật thân xác đều không thể trấn áp cái này có lẽ thế gian này cũng chỉ có ta hiện tại đạo thể có thể thử một lần dạ huyền tại trong lòng thầm nhũ nhưng nếu như nói lấy thân thử hiểm nói có khả năng sẽ bị đại khư ma đằng tổ căn cho vây khốn nhìn xa chân trời hắc ám đang nhanh chóng tiếp cận không bao lâu nữa hắc ám sẽ bao trùm toàn bộ đại khư khi đó ai còn dám đứng ở đại khư bên trong bạch trạch ngươi thông hiểu vạn vật nói một chút ta đây đạo thể có thể hay không trấn áp đại khư ma đằng tổ căn dạ huyền ở trong lòng thăm dò một phen bạch trạch bạch trạch ôn nhu tiếng nói từ từ vang lên có thể nhưng bây giờ ngươi hẳn làm không được một bước kia phương pháp tốt nhất chính là sử dụng hắc chúc hắc chúc chúc hỏa ẩn chứa thế gian tới ám vẩn đục lực lượng có thể cho ma đằng tổ căn bị thương dạ huyền nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc hắc chúc lại có cái hiệu quả này hắn đây vậy mà không biết lúc trước hắn cùng với ma đằng tổ căn dây dưa một phen sau ai cũng không làm gì được ai về sau mỗi lần tới đại khư dạ huyền sẽ nghĩ biện pháp ác tâm một phen ma đằng tổ căn nhưng thật cũng không có quá lớn hiệu quả còn như hắc chúc dạ huyền lúc trước nhận được sau trước tiên liền rời đi đại khư sử dụng tới bồi dưỡng hắc ám tiên thể ngược lại không có nghĩ qua dùng hắc chúc đi đối phó đại khư ma đằng tổ căn nếu hiện tại bạch trạch nói như vậy dạ huyền cảm thấy có thể thử một lần nhớ tới ở đây Dạ huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc trúc huyền phù ở trước người, cả cây hắc trúc. Hai ngón tay to, dài ba tấc, cuối cùng chỗ tồn tại một đoàn thật nhỏ hắc sắc trúc hỏa đang. Lóng lánh, lộ ra khí tức quỷ dị, đây chính là cửu đại tiên bảo một trong hắc ám tiên bảo. Hắc trúc trước vũ hóa huyền nữ bắt được hắc trúc. Thiếu chút nữa liền đúc thành hắc ám tiên thể, trúc hỏa sao? Dạ huyền nhìn hắc trúc cuối cùng đoàn kia hắc sắc trúc hỏa, vươn tay phải ra ngón trỏ đường ngang, trong nháy mắt, hắc sắc trúc hỏa chia hai nửa. Một nửa huyền phù tại dạ huyền ngón trỏ chỉ nhọn, dạ huyền cảm thụ được một cổ hắc ám khí tức. Đang nhanh chóng hàng lâm, bất quá bởi vì đạo thể tồn tại. Cũng không phải có thể không cách nào xâm nhiễm dạ huyền, dạ huyền ánh mắt nhẹ nhàng. Nhìn về phía đang ở đại chiến trong ma đằng tổ căn, không nói hai lời, một cái thuấn di. Trực tiếp hàng lâm đến ma đằng tổ căn phía sau, cấm kỵ chi lực mở đường đạo thể toàn khai, dạ huyền vọt thẳng lấy ma đằng tổ căn đi, tuy là giết không chết. Nhưng tuyệt đối phải khiến nó khó chịu, đại chiến trong ma đằng tổ căn. Tự nhiên cũng nhận ra được dạ huyền hàng lâm, đồng thời phân ra từng cổ một đại khư ma đằng. Đến đây ngăn chặn, dầm dầm dầm, những đại khư ma đằng đó toàn bộ bị dạ huyền đạo thể cùng cấm. Kỵ chi lực cho chấn thành hắc vụ, một đường không trở ngại. Dạ Huyền thuận lợi tiếp cận đại khư ma đằng tổ căn chỗ, Dạ Huyền cong ngón búng ra. Ngón trỏ chỉ nhọn chúc hỏa trong nháy mắt rơi vào tổ căn lên, ầm. Ngọn lửa màu đen kia như cá gặp nước, trong nháy mắt liền khuếch tán ra, hỏa thế tăng vọt. Từng tiếng thảm thiết thét lên truyền đến. Hư không rung động, Dạ Huyền cảm giác mình màng nhĩ đều phải bị chấn xuyên, hiệu quả đạt được. Không nói hai lời, trực tiếp chạy ra, trở về trên đường. Dạ huyền không quên kiểm tra hắc trúc chúc hỏa, phát hiện trúc hỏa đã khôi phục nguyên dạng. Cũng không có bị ảnh hưởng, dạ huyền yên lòng. mươi 1798, linh trí dần dần mở. Dạ huyền từ xa nhìn lại, chỉ thấy hắc chúc chúc hỏa nhanh chóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt lan ra toàn bộ ma đằng tổ căn, liên đới hắn đại khư ma đằng. Cũng lục tục tao ương, đại khư trong. Bị ma đằng tổ căn kinh khủng lệ, khiếu cho lấp đầy, xem ra hắc chúc chúc hòa cũng là có thể cho ma đằng tổ căn khó chịu dạ huyền tay cầm hắc chúc nhưng một cái trong lòng yên lặng nói cửu đại tiên bảo uy lực thật rất đáng sợ điểm này dạ huyền tự nhiên biết chỉ bất quá chân chính đạt được tiên bảo người cũng là chưa từng có cho dù sống vạn cổ tuế nguyệt dạ huyền cũng chỉ va chạm vào ba cái tiên bảo cũng chưa từng động tới lực lượng cường đại chỉ là dùng đến thí nghiệm tiên thể có thể hay không tạo thành trong chớp mát mà đằng tổ căn cả người bị hắc sắc hỏa diễm bao phủ, nhưng cả hư không. Lại không có nửa điểm nóng bỏng khí tức, song là tràn đầy hỗn loạn vần đục lực lượng. Để cho người ta có loại thở không nổi cảm giác, đây chính là hắc ám tiên bảo lực lượng, hắc. Cái này cùng vô cấu phất trần đại biểu thanh tự rõ ràng ngược lại, vô cấu phất trần thanh. Có thể cho một người biến phải trong sáng thánh khiết, thuần túy không gì sánh được mà hắc chúc chúc hòa lại có thể để cho người ta biến phải vần đục rất nặng, cũng như một đầu ma, sức mạnh kia. Một cái không khống chế tốt, sẽ dẫn tới thiên địa đại loạn, tựa như năm đó có tịch diệt tiên. Thể vị kia đại đế, muốn chu diệt chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, đại biểu tử vong tịch. Diệt chi lực, có thể giết chết thế gian toàn bộ sinh linh, như. Vậy, bảy đại tiên bảo tới tay. Dạ huyền nhỏ giọng lầm bầm, chỉ bất quá, muốn tại đế lộ hàng lâm trước tụ đủ cửu đại tiên bảo cơ bản không có khả năng lần này đại khư đóng sau đế lộ sẽ mở ra đến lúc đó dạ huyền liền không có cách nào lại đi tìm kiếm tiên bảo bất quá cũng không sao đợi cho đế lộ kết thúc lại đi thu thập mặt khác hai kiện tiên bảo cũng không ảnh hưởng chỉ còn lại hai kiện tiên bảo phân biệt đại biểu cho thời gian lực lượng đối ứng thiên thời tiên thể vạn cổ tiên thể, dựa theo chiếm được 7 cái tiên bảo đến xem, còn lại hai kiện tiên bảo. Rất có thể ở vào đảo huyền thiên, hắc quyên, lôi trì trong. Cụ thể như thế nào, dạ huyền tạm thời cũng không rõ ràng, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua. Này hai kiện tiên bảo, duy nhất cần lo lắng chính là, mưu đồ tiên bảo người khác. Như là bất diệt hắc tôn bực này thời đại cự đầu. Rất có thể sẽ lợi dụng khi hắn đi đế lộ trong khoảng thời gian này đem lưỡng dạng tiên bảo cho lấy đi, nhưng này cũng là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Chỉ có thể cầu khẩn lôi trì, đảo huyền thiên. Hắc huyền sẽ không ở thời gian này mở ra mở, dạ huyền đem hắc trúc thu vào trong đan điền. Xa xa nhìn đại khư ma đằng tổ căn thê thảm. Trong lòng cuối cùng thống khoái không ít, mặc dù cái này cũng không thể giết chết đại khư ma. Đằng tổ căn, nhưng chỉ cần để cho khó chịu một phen dạ huyền liền cảm thấy rất hăng hái mà đồng thời sáu mắt cụt một tay tay cầm âm minh giếng thần bí quái vật cũng không có nhàn rỗi cái gọi là ngồi hắn bệnh đói mạng hắn đạo lý này thần bí quái dị tử cũng hiểu không nói hai lời nâng lên âm minh giếng chính là hung hăng đi xuống vỗ ầm ầm một tiếng kinh khủng vang dội đại khư ma đằng tổ căn bị đánh vào phía dưới mặt đất nguyên bản còn điên cuồng vũ động rất nhiều đại khư ma đằng phảng phất vào giờ khắc này ào ào mất đi sức sống không động đậy nữa toàn bộ rũ xuống trên mặt đất một kích này đủ đại khư ma đằng thật tốt uống một bầu bất quá tại sau một kích này thần bí quái vật nhưng chưa nữa thừa thắng xông lên mà là xoay người lại khẽ ngẩng đầu thật lớn hắc sắc cái chụp dưới lộ ra sáu con quỷ dị con mắt không an phận chuyển động ở giữa nhất cái kia con mắt thì thủy trung định cách tại dạ huyền trên thân, thần bí quái vật ba ngón tay hư không nắm chặt âm minh giếng bay trở về trong tay. Nó dơ dơ trong tay âm minh giếng, tự hồ đang cùng dạ huyền khiêu khích, dạ huyền thấy thế. nhếch miệng cười nói, lần sau lúc tới sau, sẽ cùng ngươi tốt nhất đánh một trận, thần. Bí quái dị tử có thể nghe hiểu dạ huyền nói. Nó cầm trong tay âm minh giếng hung hăng đập xuống đất. Trong nháy mắt ở trên mặt đất vạch ra nhất đạo ức vạn dặm kinh khủng khe rãnh nó tự hồ có chút tức giận dạ huyền không có nói nhảm nhiều phi thân ly khai đồng thời hô hoán đồng vô cực mau mau đến đây sẽ cùng đế trận lực lượng tiêu hao rất lớn mà hắn bản thân cũng là cưỡng ép bước vào đạo thể đại thành luôn luôn có thiên đạo trấn áp tại nhằm vào những thứ này đều không đủ lấy chống đỡ dạ huyền cùng quái vật kia nhất chiến năm đó dạ huyền là dựa vào lấy thời gian cứng rắn đem thần bí này quái vật cho mài bại kia ra hỏa so ma đằng tổ căn chắc chắn mạnh hơn, vừa có đại khư cấm kỵ chi lực thủ hộ, có thể giết chết nó. Có lẽ chỉ có tuế nguyệt thần bí quái vật xa xa nhìn dạ huyền ly khai cũng không có xuất thủ, nó linh trí giống như ma đằng tổ căn đồng dạng, đang ở từ từ tiến hóa, nó có thể hiểu dạ huyền ý từ coi như hiện tại nhất chiến cũng đánh chưa hết hứng, không bằng để cho một lần lại đánh, nó có dự cảm, có lẽ cũng không rất xa. Rầm 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 đang ở thần bí quái vật thất thần trong lúc nguyên bản phẳng phất chết đi đại khư ma đằng lần nữa khôi phục hóa thành từng đạo thần kiếm phá không đi nhưng lại không phải chỉ hướng thần bí quái vật mà là xông thẳng dạ huyền đi ầm nhưng cùng lúc đó thần bí quái vật trở tay một cái âm minh giếng đem toàn bộ đại khư ma đằng toàn bộ chặt đứt đông 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 thần bí quái vật lay động dáng đi bước đi hướng ma đằng tổ căn trong tay âm minh giếng liên tục rơi xuống. Đem phô thiên cái địa đại khư ma đằng toàn bộ ngăn cản, một trận đại chiến. Vẫn còn tiếp tục, dạ huyền không quay đầu lại. Nhưng lại có thể thấy một màn kia, dạ huyền khóe miệng hơi vảnh lên. Trong mắt chứa vui vẻ, nhìn lại người này so đại khư ma đằng tốt. Tuy là cũng là một chiến đấu cuồng, nhưng tối thiểu cũng không sằng bậy. Trở lại huyết hải trong, thế giới thụ thu lấy đã vào hồi quấy, hắc y tiểu nữ đồng ở một bên hộ pháp, đồng thời còn không nhìn ra tiếng chào phúng tự mình đại ca Càn Khôn Hồ, Dạ Huyền theo. Thế giới thụ tiến vào Càn Khôn lão tổ bản thể trong tòa kia mênh mông thế giới, Càn Khôn lão. Tổ nội thể thế giới là một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ tinh hải. Nhưng lại đồng dạng không có bất kỳ sinh linh sinh ra, bởi vì Càn Khôn lão tổ bản thân là đạo. Thần phong thần người, bản thân hệ thống tu luyện thì bất đồng, mà lấy Càn Khôn lão tổ không? lầu như vậy vô biên mênh mông thế giới tại dung nạp thế giới thụ sau cũng có vẻ hơi chen chúc may mắn trên thế giới thụ mênh mông vô ngần tinh không ngược lại cũng cùng này phương thế giới không bài xích còn không ra sao dạ Huyền đánh giá thế giới thụ nhỏ giọng nói lẩm bẩm theo sau lấy đế hồn truyền âm nói lại không ra toàn bộ đều muốn chết nha tiếng nói rơi xuống chỉ thấy theo trên thế giới thụ không đều mảnh trong lá cây lao ra từng đạo thần hồng đó chính là trước biến mất huyền hoàng bảng ở trên mọi người nữa nghe dạ huyền thân ảnh sau những người này ào ào lao tới kết thúc chiến đấu đi ra tất cả mọi người là kinh nghi bất định không đúng ở đây không phải đại khư có người phát hiện vấn đề chỗ ở bọn họ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện thiên khung trên tồn tại một cái lổ thủng khổng lồ mà ở chỗ ấy Thế giới thụ đang không ngừng vào, không có chút gì do dự, cũng không cùng Dạ Huyền lời thừa. Mọi người ào ào bay lên trời, hướng cửa ra bay đi, đối với lần này. Dạ Huyền cũng không ngăn trở. Chương 1799, ta sẽ vẽ một chút. Một khi Càn Khôn lão tổ là thế giới thụ hoàn toàn thu nhận ở thể nội. Vậy những người này là toàn bộ vây chết ở chỗ này, tuy là Dạ Huyền không phải là cái gì người tốt, nhưng dù sao trong này không ít người cùng Dạ Huyền còn có giao tiếp. Còn mặt khác những người đó, Dạ Huyền cũng không có để ở trong lòng, đế lộ sắp mở. Những người này còn có thể sống bao lâu, đều là một ẩn số, rất nhanh. Mọi người đang Dạ Huyền dưới sự nhắc nhở, lục tục đi ra thế giới thụ, người quen biết. Cùng Dạ Huyền chào hỏi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu. Theo sau Ly Khai, mà không người quen thì trực tiếp ly khai, mà ở những người này đi ra thế giới thụ sau, trên thân khí tức. Rõ ràng so với trước kia càng thêm khủng bố, không cần nghĩ cũng biết, tại những này qua. Những người này ở đây thế giới thụ trong giành được khổng lồ thế giới chi lực, lúc trước vẹn. Vẹn chỉ là thu nhận chốc lát, không ít đại tôn đỉnh phong bởi vậy bước vào đại hiền chi cảnh. Hiện nay bọn họ tại thế giới thụ trong tu luyện 7 ngày nhiều thời gian tự nhiên càng thêm khủng bố lúc này một vị mặc hắc bào vóc người cao gầy cô gái trẻ tuổi hàng lâm đến dạ huyền cách đó không xa cô gái này nhìn qua hai mươi tuổi xuất đầu tuổi rất trẻ trên thân mang theo một cổ anh khí ác liệt vô cùng nàng bên hông mang theo một thanh ba thước thanh phong một đầu mái tóc đâm thành thật cao đuôi ngựa tinh luyện không gì sánh được lúc này vị nữ tử này rơi xuống dạ huyền cách đó không xa hướng dạ huyền chắp tay nói tại Hạ Nhiếp Tĩnh, đến từ Kỳ Lân Đại Lục, gặp qua Dạ công tử, Nhiếp Tĩnh, Huyền Hoàng bảng thứ 25 tại toàn bộ Huyền Hoàng bảng trên. Chỉ ba Cửu Châu ở ngoài Thiên Kiêu, là Nhiếp Tĩnh tuy là cũng là Huyền Hoàng đại thế giới người, nhưng cũng thuộc về Cửu Châu đại địa, mà là mặt khác một tòa tên gọi Kỳ Lân Đại Lục người, Nhiếp Tĩnh cử động. Để cho một ít còn chưa ly khai Huyền Hoàng bảng Thiên Kiêu hơi nghi hoặc một chút cái cô nương. Này là suy nghĩ làm gì, khiêu chiến dạ huyền sao, cái này có phải hay không có chút quá ngu. Trước trận chiến ấy, mọi người đều thấy được dạ huyền đáng sợ, coi như là thứ hai chu dã Cũng tuyệt không thắng lợi khả năng, khiêu chiến dạ huyền. Đó không phải là muốn chết sao, hiếu kỳ khu xử bọn họ cước bộ chậm lại. Muốn nghe đến một ít tin tức. Dạ huyền liếc một cái nhiếp tĩnh, bình tĩnh nói, có chuyện gì, hắn. Cũng không nhận ra cái cô nương này cũng không có đã từng quen biết nhiếp tĩnh chắp tay thở dài hơi lộ ra khẩn trương nói nhiếp tĩnh muốn đuổi theo theo dạ công tử chẳng biết dạ công tử có chịu không lời vừa nói ra mọi người bừng tỉnh thì ra là thế bọn họ liền nói không thể nào là khiêu chiến dạ huyền dù sao đó là tự tìm cái chết hành vi đi theo dạ huyền đây mới là một cái lựa chọn chính xác chỉ bất quá dạ huyền sẽ đáp ứng sao mọi người có chút ngạc nhiên Nói thật, đối với nhiếp tĩnh, không ít người đều có ý nghĩ, một là bởi vì người này đến từ cửu châu ở ngoài kỳ lân đại lục, ở tòa này trên đại lục. Thậm chí ngay cả đại đế tiên môn cũng không có, xúc tích chưa đủ. Nói trắng ra chính là bối cảnh sạch sẽ, hay là bởi vì người này quả thực trẻ tuổi mạo Mỹ. Lại thiên phú thực lực đều siêu nhiên, có thể leo lên huyền hoàng bảng 25 đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, phải biết rằng lúc trước tử dương thiên quân đấy vào thiên. Đạo trấn áp phá cảnh vào đại hiền, cũng mới xâm nhập 24 tên, ô, dạ. Huyền hí mắt nhìn một phen nhiếp tĩnh, trong sát na, nhiếp tĩnh toàn bộ. Cơ hồ toàn bộ thẳng thắn tại dạ huyền phía trước, nhiếp tĩnh cũng cảm thụ được một cổ bàng bạc. Áp lực thế nhưng cổ cường thế bá đạo dò xét, để cho nàng có loại cả người lộ ra ảo giác này lệnh nhiếp tĩnh hai má ửng đỏ may mắn dạ huyền rất nhanh thì thu hồi ánh mắt dạ huyền không ở nhìn nhiếp tĩnh nhàn nhạt nói tư chất cũng khá tâm tính kém chút lời nói này cơ bản giống như tuyên cáo không có thu nhiếp tĩnh nhưng lời như vậy cũng để cho hắn huyền hoàng bảng người trên bội cảm không nói gì tư chất cũng khá đều mẹ ngươi leo lên huyền hoàng bảng cũng liền cũng khá hai chữ nhiếp tĩnh càng là mặt cười trắng nhợt không biết làm sao mặc dù nàng sớm có dự liệu có thể sẽ bị cự tuyệt nhưng lại không nghĩ rằng như vậy sao cái lý do bản thân tốt xấu cũng là thánh thể a à. hư thần giới chi linh chính là thập sai đạo thai cũng là hoàn mỹ đạo thai lúc trước ngưng luyện động thiên lúc cũng là làm đến ngưng luyện chín động thiên có một không hai cử chỉ tại kỳ lân đại lục vậy thật chính là lông phượng và sừng lân độc nhất đương làm sao rơi xuống dạ huyền trong miệng thì trở thành tư chất cũng khá đây, nhiếp tĩnh có chút hoài nghi nhân. Sinh tại càng xa xăm, tồn tại một vị thanh niêm nam tử, thân hình to lớn như núi. Nguyên bổn định tiếp cận qua đến, nhưng nghe đến dạ huyền đối nhiếp tĩnh đánh giá sau. Hắn dừng lại, trong lòng suy nhược thở dài, yên lặng ly khai, hắn kêu nhạc trùng. Cùng nhiếp tĩnh đồng dạng, đến từ kỳ lân đại lục, đứng hàng huyền hoàng bảng 27. Nguyên bản hắn cũng suy nghĩ mượn cơ hội này có khả năng hướng dạ huyền biểu trung tâm không nghĩ tới ngay cả nhiếp tĩnh đều bị cự tuyệt hắn sẽ không dũng khí lại đi thử đi vậy là tự rước nhục ai giống như hắn và nhiếp tĩnh người như vậy tuy là leo lên huyền hoàng bảng nhưng bối cảnh có hạn đưa tới bọn họ tài nguyên cũng có giới hạn nếu như sau này theo không kịp tất nhiên sẽ theo huyền hoàng bảng rớt thế nhân đều đang đồn đế lộ mở ra sắp tới tại giờ phút quan trọng này hắn và nhiếp tĩnh nếu như tìm không được núi dựa như vậy đế lộ tuyệt đối đi không nổi lâu dài chính vì vậy bọn họ lần này đến đây đại khư trừ tìm tiên bảo ở ngoài nhiều hơn là muốn tìm một cái núi dựa rất dễ nhận thấy hai người mục tiêu đều là đặt ở dạ huyền trên thân bởi vì dạ huyền là huyền hoàng bảng đầu bảng với lại nghe nói bối cảnh cũng rất cường đại chỉ là không nghĩ tới dạ huyền căn bản không thu bọn họ vậy ta có thể sao lúc này một bên khác cả người hoàng y cô nương trẻ tuổi ánh mắt né tránh yếu ớt đất mở miệng nói trình khả tư thấy vị này cô nương trẻ tuổi nhiếp tĩnh cùng nhạc trùng đều là ánh mắt ngưng lại huyền hoàng bảng trên tổng cộng chỉ có ba vị không phải tới từ cửu châu đại địa kỳ lân đại lục chính là nhiếp tĩnh cùng nhạc trùng trừ cái đó ra chính là cửu châu ở ngoài lớn nhất đại lục huyền hoàng đại lục trình khả tư Bài danh huyền hoàng bảng 21 so với xích viêm thần tử. Tử Dương Thiên Quân bài danh cũng cao hơn, nguyên bổn định cứ vậy rời đi nhiếp tĩnh cùng Nhạc. Trùng, tức khắc dừng lại, bọn họ hiếu kỳ Dạ Huyền có thể đáp ứng hay không? Dạ Huyền nghe vậy. Nhìn về phía Trình Khả Tư tiểu cô nương này cốt linh cư nhiên chỉ có 20, Dạ Huyền có. Một chút ngoài ý muốn, này cốt linh cũng liền so Dạ Huyền hơi lớn một điểm. Tại toàn bộ huyền hoàng bảng đến nói, Phòng chừng chỉ có dạ huyền cùng khương nhã nhỏ hơn nàng một ít tỉ mỉ phán đoán một chút. Dạ huyền phát hiện cô nương này là thần thể đại thành, trừ cái đó ra. Cũng không có khác chỗ đặc thù, đừng cự tuyệt ta, ta sẽ vẽ một chút, trình. Khả tư thấy dạ huyền nhìn mình chằm chằm, vội nói, vẽ một chút, nhiếp. Tĩnh cùng nhạc trùng đều là thần sắc cổ quái, này tính là cái gì kỹ năng đặc thù sao, hoa. Sư, dạ huyền hơi hít mắt lại, ừ, trình khả tư gật đầu không thôi, thôi được ngươi sau này liền đi theo ta dạ huyền vuốt cảm nói quá tốt trình khả tư mừng rỡ không thôi theo sau vội chắp tay thở dài có nề nếp mà nói đa tạ công tử chuyện này nhiếp tĩnh cùng nhạc trùng cũng là có chút mộng cái này cũng được nhưng mà không đợi bọn họ chất vấn dạ huyền đã là phất tay là hai người đưa đi thu nhận trình khả tư tự nhiên không phải xuất tính làm chỉ vì trình khả tư là hoa sư chương 1800, hỏi một chút. Đây cũng không phải là thế gian cái loại này họa sĩ, mà là chân chính hoa sư. Một loại cực cổ xưa chức nghiệp, huy hoàng lúc. Không kém gì hiện nay tối hỏa nhiệt tứ đại chức nghiệp, hoa sư họa núi có núi. Họa nước có nước, họa thiên địa có thiên địa, họa thần có thần lâm, họa vô địch ý phụ thân mình. Thân mình khi vô địch, này, chính là hoa sư, tại một thời đại nào đó. Từng đạp lâm huy hoàng, hôm nay thời đại này, cho dù có cũng cùng thần khôi sư không sai biệt lắm lác đác không có mấy hơn nữa còn là cái loại này không bắt được trọng điểm nhưng trình khả tư bất đồng tại trình khả tư nói mình biết hội họa thời điểm hai tay trên không trung vũ động xuống người khác xem không hiểu dạ huyền cũng là cũng không sai đó là thuần túy hoa sư thủ pháp đương nhiên theo dạ huyền vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót bất quá cái này cũng đủ để chứng nhận trình khả tư giá trị, còn như nhiếp tĩnh cùng nhạc trùng, tương đối mà nói. Giá trị không lớn như vậy, dạ huyền cũng không có công phu kia đi bồi dưỡng, lập tức đế lộ muốn. Mở, đến lúc đó những người này cũng sẽ nhóm đầu tiên lên. Có thể sống bao lâu đều là không biết, mặt khác dạ huyền cũng không cảm giác được hai người này. Có thể đi thật xa, lúc này, nhiếp tĩnh cùng nhạc trùng bị đưa ra càn khôn hồ tiến vào huyết hải trong, nhưng hai người vẫn là không có theo vừa mới trong chuyện phản ứng. Kịp vẽ một chút liền có thể sao, vậy bọn họ còn có thể cầm kỳ thư ba loại đây. Trong lúc nhất thời, hai vị đến từ kỳ lân đại lục tiệt thế thiên kiêu đều có chút buồn bực. Ai, thôi, nếu hắn không thu, chỉ có thể tìm người khác, hai. Người nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ, hai người tại kỳ lân đại lục. Thời điểm, liền thường thường ước chiến, sở dĩ hai người từ lâu hiểu biết nhất là tại loại này cuộc sống còn chưa quen thuộc địa phương hai người coi như là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau dù sao bọn họ không giống cửu châu thiên tài phía sau đều có khổng lồ bối cảnh chống đỡ theo bọn hắn đến đây đại khương người đều đã chết hết người bây giờ đi tìm ai nhiếp tĩnh nhìn về phía nhạc trùng nhẹ giọng hỏi nhạc trùng thở dài nhìn về phía cách đó không xa nói đoạn kinh thương đi thứ hai chu dã là người trong đạo môn không có khả năng thu ta người đây nhạc trùng nhìn về phía nhiếp tĩnh nhiếp tĩnh lắc đầu nói lúc đầu lựa chọn thứ hai là vân hoa huyền nữ nhưng thấy nàng sau ta buông tha ta theo nàng không phải người cùng một đường mặt khác nàng chắc chắn sẽ bị dạ huyền lưu lại sở dĩ ta nghĩ đi côn lôn khư thử thời vận nhiếp tĩnh nói côn lôn khư khương nhã nhạc trùng mặt cổ quái ta nghe nói người này là dạ huyền biểu muội người nhất định phải đi sao nhiếp tĩnh hít sâu một hơi gật đầu nói xác định nếu như nàng cũng không muốn thu ta vậy ta liền một thân một mình đăng đế lộ đến lúc đó thì nhìn thiên mệnh nhạc chúng nghe ra nhiếp tĩnh trong giọng nói dứt khoát cùng bất đắc dĩ hắn không nói thêm gì chắp tay nói mỗi cái bảo trọng nhiếp tĩnh hồi thi lễ bảo trọng cho là hai người mỗi cái bắt đầu bản thân mục tiêu tuyển chọn nhạc trùng đi tìm đoạn kinh thương nhiếp tĩnh đi tìm khương nhã như vậy sự tình cũng chỉ tại hai người bọn họ trên thân phát sinh lại thêm một cái trình khả tư không có hắn chỉ vì bọn họ xuất thân chưa đủ xúc tích chưa đủ núi dựa chưa đủ giống như huyền hoàng cửu châu đại địa thiên kiêu leo lên huyền hoàng bảng không người nào là có thật lớn núi dựa tồn tại núi dựa chống đỡ bọn họ mới có thể an ổn tu luyện không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu không cần là đạo pháp thần thông phát sầu sở dĩ huyền hoàng bảng trên thiên kiêu xưa nay sẽ không đi theo khuất phục bất luận kẻ nào nhưng nhiếp tĩnh nhạc trùng trình khả tư tuy nhiên cũng dứt khoát dứt khoát tuyển chọn tùy tùng nhìn như khuất nhục thực ra là người khôn giữ mình tối thiểu theo dạ huyền này một dạng tại bản thân không có thực lực cường đại điều kiện tiên quyết tuyển chọn dựa vào núi dựa là cử chỉ sáng suốt, nhỏ yếu đi theo cường đại. Đây từ cổ trí kim kéo dài, bất kỳ thời đại cũng sẽ không sửa tự lấy đạo châu đông hoang làm. Thí dụ, tử viêm sơn, hổ sát tông, thanh lưu sơn chi lưu. Cũng sẽ tuyển chọn dựa vào cường đại hơn càn nguyên động thiên. Cuồng chiến môn, mà đồng dạng, càn nguyên động thiên, cuồng chiến môn nhóm thế lực. Lại sẽ dựa vào cường đại hơn liệt dương thiên tông, dù sao, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới nho gia giáo lý chính là muốn giúp đỡ chính nghĩa là vạn thế mở thái bình chỉ tiếc tạm thời vẫn chưa có người nào làm đến bất kể là nho gia ban đầu cơ viết nhất hay hoặc là về sau khổng mạnh tân tam đế đều không còn có thể làm được điểm này bất quá ở tại bọn hắn chỗ thời đại theo dạ huyền tuyệt đối là vạn cổ tuế nguyệt trong rất ánh sáng rất hòa bình thời đại có thể sau cùng toàn bộ vẫn là thuộc về luật rừng lục tục huyền hoàng bảng ở trên toàn bộ thiên kiêu cơ hồ đều ly khai thế giới thụ bao gồm hắn theo tới cường già vũ hóa huyền nữ là sau cùng đi ra trịnh vũ sơn sở trưởng lão bọn người đang đợi vũ hóa huyền nữ mặc dù vũ hóa huyền nữ không có được tiên bảo nhưng khoảng cách hắc ám tiên thể chỉ kém một đường điều này làm cho vũ hóa huyền nữ nhận được không giống bình thường lực lượng đồng thời bọn họ cũng ở đây cảnh giác dạ huyền, rất sợ dạ huyền lại xuất thủ, chờ đợi là dày vò. Rốt cục đợi đến vũ hóa huyền nữ hiện thân, mọi người hơi đi tới, thấp giọng nói, huyền nữ. Đi trước, vũ hóa huyền nữ mặc dù không biết là tình huống gì. Nhưng thấy mọi người phản ứng cũng hiểu rõ, tình hình khả năng không hay. Cho là cùng mọi người cùng ly khai, chậm đã, lúc. Này, dạ huyền mang trợn mắt, lười biếng nói, người khác trước tiên có thể đi vũ hóa huyền nữ lưu lại lời vừa nói ra mọi người sắc mặt tức khắc thay đổi dạ công tử đây là ý gì tiên bảo đã về ngươi ngươi vì sao còn phải nhéo vân tư không thả sờ trưởng lão trầm giọng hỏi dạ công tử cùng vũ hóa huyền nữ trong có phải là có chuyện gì hay không nhỉ trình khả tư đứng sau lưng dạ huyền trong lòng không nhịn được phỏng đoán lên trước tại thế giới thụ thời điểm nàng liền thấy dạ huyền cùng vũ hóa huyền nữ đứng chung một chỗ nhưng dường như cũng không làm sao hòa hợp, ngươi cũng rời đi trước, dạ. Huyền chậm rãi nói, à, công tử nói là ta sao, trình. Khả tư ngẩn người một chút, có chút yếu ớt mà hỏi thăm, theo sau còn nói thêm, tốt đi. Ta biết, trình khả tư đàng hoàng ly khai. Không dám hỏi nhiều, đợi cho trình khả tư ly khai, trịnh Vũ Sơn đi tới dạ huyền phía trước. Sắc mặt nghiêm túc mà nói, dạ công tử. Dạ huyền liếc trịnh Vũ Sơn một cái, nhàn nhạt nói, cút trịnh vũ sơn sắc mặt trắng nhợt cắn răng nói xin thỉnh dạ công tử cho một thống khoái nói thế nào mới bằng lòng bỏ qua vân tư dạ huyền nhếch miệng cười một tiếng rất đơn giản người hồi thiên vực đem mục vân kêu xuống tới để cho hắn quỳ ở trước mặt ta ta thì bỏ qua hắn đồ đệ trịnh vũ sơn sắc mặt tái xanh song quyền nắm chặt dạ huyền nói cái gì hắn đều có thể thừa nhận duy chỉ có vũ nhục mục đế để cho hắn động sát ý cho dù biết rõ không địch lại cũng muốn nhất chiến cút đi ta không công phu theo ngươi lời thừa còn vũ hóa huyền nữ ta sẽ không muốn nàng mệnh chỉ là hỏi ít chuyện dạ huyền khẽ nuốt chậm thổ cong ngón búng ra trịnh vũ sơn trong nháy mắt bay ra càn khôn hồ ngay sau đó cái nghịch huyết phun ra mặt như giấy vàng sở trưởng lão đám người thấy thế trong lòng trầm trọng không thôi nhưng cũng biết ngăn không được dạ huyền chỉ có thể kính nhờ dạ huyền không nên thương tổn vũ hóa huyền nữ cuối cùng những người này cũng bị dạ huyền phất tay đưa đi chỉ còn lại vũ hóa huyền nữ từ đầu tới đuôi đều lạnh lùng nhìn dạ huyền